Đây em lên luôn cho bác, đó là cái lọ test nước pH này. Đấy, về các bác dùng để test nước nhà mình nhá. Test nước nhà mình rất là nhạy luôn. Đấy, về các bác kiểm tra xem cái máy lọc nước nhà mình là nó còn hoạt động tốt hay không nhá. Hoạt động tốt hay không thì đây em chỉ luôn cho bác. Đi kèm thì bên em sẽ có gửi kèm thêm cho bác là một cái bảng kiểm tra chỉ số là cái nước nó còn sử dụng hay không. Hiện tại nếu mà nước của bác mà nó về cái màu xanh từ 7.6 này cho đến 10 thì là nước vẫn đang sử dụng tốt, vẫn đang cái độ kiềm vẫn có nhá. Còn là nó từ 7.0 hất về đến 3.0 là nước nhà bác đang rất nhiều axit nhá và uống rất là có hại cho sức khỏe. Đấy thì về cái này thì em nói luôn là về để các bác test cho cái máy lọc nước nhà mình nhá các bác nhá. Chứ còn nhiều bác hỏi là mua về cái này có sửa không, em nói luôn là không sửa đâu nhá. Sửa thì các bác phải gọi thợ và các bác xem các bác có thay thế được những cái lõi lọc nhà mình ấy. Có thể là do nó lâu năm lõi lọc nó hỏng rồi là nó không hoạt. Đây và giờ em sẽ hướng dẫn các bác test đi ạ. Mình sẽ rót một ít nước ở cây đầu của nhà mình ra. Và cho quỷ tím vào, gió vài giọt vào. Thì hiện tại máy này đang ra là màu vàng các bác nhé, acid 5.5 đi ạ. Thì nước này không thể uống được. Đấy, các bác lên thay lõi lọc định kỳ đi cho em. Thay lõi lọc RO đi ạ. Nếu các bác mà cứ để như này để uống ấy thì rất chi là có hại cho sức khỏe. Và giờ em tiếp tục em test một cây nữa, cây lọc RO của nhà bên cạnh hàng xóm nhà em. Đấy, gió quỷ tím vào. Đấy, thì hiện tại cây này là đang ra được màu trung tính các bác nhá. Thì nước này có thể uống được, không sao. Đấy, cứ theo bằng màu mà dùng các bác nhá. Đây là nước 7.0 đây ạ. Thì giờ em sẽ test thêm một cây nữa cho các bác xem. Thì cây bên cạnh này. Đấy, cũng nhỏ vài giọt quỷ tím vào thôi. Đấy, thì cây này thì độ kiềm đến tận 8.0 bác nhá. Thì như này là uống rất tốt đây các bác này. Đấy, các bác là nên nhớ là phải thay lõi lọc định kỳ cho em và phải dùng quỳ tím để test nước xem độ pH nhà mình là bao nhiêu, chứ axit thì không thể uống được các bác nhá. Đấy, bằng màu đây ạ. Và nắp này ra, sau đó các bác giỏ cho em trực tiếp vào con nước. Các bác lấy một ít nước cái máy nhà mình ấy, lấy cái này các bác giỏ trực tiếp vào. Nếu mà nó ra cái màu gì thì các bác so theo cái bảng bên em sẽ gửi kèm cái phiếu này cho bác này, so xem nó đang ở màu gì. Nếu mà nó từ 7.6 hất về thì là nước hiện tại đang ở độ kiềm, độ khoáng ok, sử dụng ngon lành nhá, không có độc tố hay là không vấn đề gì, sức sử dụng tốt nhá. Còn nếu nó về từ 7.0 hất về đến 3.0 này, nước nó về cái mạn màu xanh rồi là cái màu vàng này thì là nước đang nhiều axit nhá, nước là sử dụng rất là có hại luôn. Đấy, thì các bác mua cái bộ này về thì bên em đang bán một cái bộ lọ test nước pH này, giá nó chỉ có là đi giá nó chỉ có 20.000 thôi. Đấy, nó rất là rẻ, nó bình dân nhá, nó chỉ có 20.000 thôi. Đấy, các bác mua về sử dụng dùng để test lại cái nước nhà mình xem nó còn sử dụng ok không. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái lọ test nước pH nhá. Đấy, test nước pH này. Test nước pH nhá. Giá đang gửi bác là 20k nhá, 20k cho một cái sản phẩm lọ test nước là bao gồm là một cái lọ này và bên em sẽ có gửi kèm đó một cái phiếu thẻ màu nữa. Đấy là 20k. Đấy, giờ em sẽ ghép cho bác một cái video thực tế về cái sản phẩm vào để các bác cùng coi này. Cái sản phẩm tiếp theo thì đây em lên luôn cho bác, đó là cái bộ bản lề 500 nhá. Bản lề này các bác hay dùng cho những cái phần cánh tủ này. Đấy, cánh tủ rồi cánh cửa bếp ấy. Đấy, những cái bản lề 500 cũ nó bị hỏng thì các bác mua về, hoặc là những cái phần cánh tủ nó hay bị đẩy ra thì các bác mua cho em cái bộ này về các bác gắn vào nhá. Thì đây, bộ nó sẽ gồm có là một cái đầu bản lề này đây. Sẽ có cái bộ đầu bản lề dùng rất là tiện luôn. Đây là, tức là về các bác sử dụng cái gói này các bác bóc ra nhá. Bên trong thì sẽ gồm có là đầy đủ cả ốc vít, cả cái miếng dán luôn. Về nếu mà các bác cẩn thận thì các bác mình có thể bắt ốc vít vào, còn không thì về các bác dùng cái miếng dán các bác dán vào. Đây là cái miếng dán của nó này, đây miếng dán này. Đấy, thì về các bác dùng cái miếng dán các bác dán này. Đấy, cái miếng dán này keo rất là dính nha. Còn không mình có thể lấy ốc vít các bác quát vào nhá. Thì đây, nó sẽ gồm có hai miếng cái miếng nam châm rất là dính nha. Đấy, thấy không? Hai miếng nam châm cực kỳ hít luôn. Đó, hai miếng nam châm rất hít này. Đó, đấy thì về các bác bắt vào cái phần cánh tủ nhà mình nhá. Một miếng các bác cắt bắt cố định một miếng và các bác bắt vào cái phần đưa đẩy này. Là khi mà các bác đẩy vào nhá, khi mà đẩy vào thì sẽ cái nam châm nó tự động nó sẽ hít vào như này. Đó, nó hít vào nhà. Nó hít rất là chặt và hít rất là mạnh luôn. Đó thì báo giá bác luôn nhá. Hiện tại em đang bán là combo là 3 bộ 1 thì giá sẽ là 45.000 nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái combo 3 bộ bản lề 500 nhá, combo 3 bộ bản lề 500. 3 bộ bản lề 500.
với giá sẽ là 45k nhá, 45k cho cái combo 3 bộ bản lề 500 nhá. Là bán được một combo là 3 bộ nhá, bên em không bán lẻ đâu. Đấy vì giá rất là rẻ. Đấy bán được các bác là cả 3 bộ luôn. Là một combo 3 bộ nha. Là 45.000 nhá. Đấy về những cái phần cánh cửa tủ, cánh tủ ra. Đấy nó hay đẩy ra, các bác mua này về thì nó các bác đẩy vào nó sẽ hít chặt luôn, nó sẽ giữ. Đương nhiên là cánh tủ nó không bị trôi ra, rồi những cái phần cánh tủ, cánh ngăn kéo dùng rất là tiện. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này đây. Đấy, về các bác lắp đặt này. Đấy các bác chỉ việc ấn vào cái là tự động là nó sẽ hít vào, nó rất là chặt luôn. Đấy đây. Đó, thấy không? Đấy, có thể là cho những cái cửa tủ lùa được luôn này, cửa tủ đẩy này, cửa ngăn kéo này. Đấy, cánh tủ ngăn kéo này cũng ok luôn nhá. Nó cái này nó dễ dàng lắp đặt và dễ dàng sử dụng lắm. Nói chung là dùng rất là hay. Nếu như nhà bạn đây. Đang gặp trường hợp tủ ngăn kéo đóng không được fit như thế này thì có thể tham khảo ngay chiếc nam châm thử tính này. Chỉ với 2 miếng nam châm nhỏ gọn, lắp đặt dễ dàng, chỉ cần dán lên bề mặt là có thể sử dụng được, phù hợp với mọi loại cánh tủ, cửa và ngăn kéo. Lực hút của loại nam châm thử tính này thì vô cùng mạnh, vậy nên bạn không cần phải lo về việc tủ, cửa, ngăn kéo nhà mình đóng không được fit nữa rồi phải không nào? Đấy các bác thấy không, chỉ việc là về mình dính vào, sau đó là các bác ấn vào cái là tự động là đến gần cái phần nam châm nó sẽ hít chặt vào luôn. Đó thấy không, nó sẽ hít chặt vào, nó không bị đẩy nữa các bác nhá. Nó dùng rất là hay. Đó thấy không, nó hít rất là chặt luôn. Đấy thấy không, đấy, lực hút cực kỳ mạnh nhá, lực hút rất mạnh. Đó thì hiện tại em đang bán một cái combo 3 bộ, combo 3 bộ bản lề thì giá sẽ là 45k nhá. 45k cho một combo 3 bộ bản lề thì cứ lên mã em sẽ là bản lề nam châm nhá, 3 bộ là 45k. Còn tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái khăn nén du lịch này. Đấy, khăn nén du lịch nha. Em báo giá bác luôn, bên em đang gửi bác một cái khăn nén du lịch này với giá chỉ có 20.000 một chiếc thôi. Đấy, bác nào chuẩn bị đi ra Tết, các bác hay đi du lịch du nước nhiều này, rồi các bác hay đi công tác, đi chơi, đi bời. Đấy, các bác mua cho em ngay con khăn nén du lịch này về. Đấy, một chiếc khăn nén du lịch nhá, dùng rất là tiện dụng luôn. Đấy, nó là dạng khăn nó sẽ nén chặt vào nhá, nó sẽ nén chặt vào. Để khi mà các bác cho nước vào nha, đây, bác đang dùng chiếc này. Nó sẽ nén chặt vào nhà và khi mà các bác cho nước thì nó sẽ tự động nó sẽ bung, nó nở ra thành một chiếc khăn rất là to, thành đúng to đúng như chiếc khăn tắm luôn, rất là to luôn. Đấy, nó rơi vào khoảng tầm kích thước khoảng 1m4 x 70, rất là to nhá. Đấy, bình thường là các bác hay đi khách sạn, đi nhà nghỉ giờ mình hay dùng chung những khăn ở đấy, nó rất là nguy hiểm nhá, vì cái khăn đấy rất nhiều người xài chung với nhau. Đấy, có những người người ta bệnh tật giờ người ta vẫn có thể là xài vào đấy, nên là rất là nguy hiểm, không có vệ sinh khử khuẩn gì nên nó rất là nguy hiểm. Thì các bác mua ngay cho em khăn này về, nó chỉ có 20.000 thôi, mình dùng nó rất là an toàn và ok. Đấy, mà thậm chí các bác có thể là xài được nhiều lần nhá, xài được nhiều lần. Đấy, thì các bác chỉ việc thảo nước là tự động sẽ bung ra nhá, chuyên dùng cho các bác nào đi du lịch, đi khách sạn, đi nhà nghỉ giờ mình dùng chung nó nguy hiểm, thì các bác mua cho em các sản phẩm về dùng nó sạch sẽ, an toàn mà nó ok, yên tâm luôn nhá. Chỉ có 20.000 thôi, bỏ ra cho em là 20.000, mình mua cho em mấy chiếc về. Đấy, bỏ vào trong ba lô, trong túi này. Đấy, mỗi lần mình đi cái là mình xài một cái thôi là thoải mái rồi. 20k nhá các bác nhá, 20k lên mã cho em sẽ là cái khăn nén du lịch nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, nói chung là rất ok luôn đây. Bảo bối dành cho mấy ông mấy bà chuẩn bị đi du lịch hè này nha. Khăn tắm nén nhỏ gọn, nhúng nước là nở ra thành cái khăn tắm siêu to luôn. Bao người siêu thích nha, thấm nước tốt đàng hoàng á. Tụi mình không nên xài khăn tắm khách sạn đâu mọi người. Không tốt cho sức khỏe đâu nha, vì khăn nhiều người xài chung á. Cứ bỏ túi im khăn tắm nén như thế này mang đi du lịch nha. Nhỏ gọn bỏ vô túi nhẹ tinh là không bị nặng vali. Mà khăn cũng êm, cũng dày dặn và mềm mịn đó nha. Xài ổn. Đấy có nhìn này. Đấy, khi nào mà cho nước vào bắt đầu nó nở đâu bung ra rất là to luôn nhá. Recommend em này cho cả nhà thủ sẵn để chuẩn bị đi du lịch hè nha. Mọi người múc cái em khăn tắm nén này lâu rồi mà bây giờ mới được dịp xuống vụ. Các bạn nhìn này rất là to luôn. Đấy, dở ra một chiếc khăn cực kỳ to nhá. Cái khăn này với mọi người liền nè. Đấy, rất là to, ok luôn nhá. 20k một chiếc nhá, 20k một chiếc. Nói chung là về nên dùng, theo em các bác nên dùng cái khăn này. Đấy, dùng khăn tắm chung với khăn khách sạn dư. Nó rất là sợ, rất nguy hiểm nhá. Đấy, nhiều cái dùng chung rất là sợ. Đấy, thì bác mua ngay cho em cái khăn này về, sạch sẽ mình dùng riêng ra. Chỉ việc cho nước nó nở bung cái là mình xài thôi. Xài được nhiều lần luôn nhá, xài được nhiều lần luôn. 20k một chiếc khăn nén du lịch nhá, 20k một chiếc. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái thước laser. Đấy, hôm nay em cũng xả kho xả luôn. Bữa trước đang bán là 150.000. Hôm nay em về nó bác một cái mức giá rất dễ mua. 90.000 nhá, 90.000 cho một cái thước laser này, chỉ có 90k thôi. Đây, một chiếc thước laser cực kỳ đa năng, các bác mua về dùng để mình soi bắn tia, lấy tia laser đánh thăng bằng này, rồi là đo đạc các thứ ok luôn. Một chiếc thước cực kỳ là ngon lành nhá. Đây. Nó sẽ là một chiếc thước bao gồm rất nhiều chức năng nha. Đấy, có phần livo đánh thăng bằng này, đánh dọc này, đánh chéo, đánh ngang này. Đấy, rồi là phần thước đo này, đấy thước đo này, thước đo. Rồi là có cả cái phần thước rút này, đây này, có cả cái thước rút đấy luôn nhá. Đấy, có cả thước rút luôn. Để về các bác đo kiểu thước kéo, thước rút này cũng ok luôn này. Đấy, thước rút này.
rồi là một cái hay nữa là cái phần laser. Laser con này nó xài pin nhá, thì về các bác có cái tấm chắn pin này các bác rút ra xem, rút ra. Đấy, rút ra thì bắt đầu là nó lên đấy, mà rút ra cái nó lên tia luôn này. Con này hiện tại đang ở tia cộng này, đấy tia cộng. Cái tia nó soi rất là xa và rất là sáng nhá, nhìn này. Đấy, soi cực kỳ xa và rất là sáng luôn. Đó. À, ngoài tia cộng thì con này nó có điều chỉnh được các tia, thì các bác điều chỉnh theo cái phần nấc cho em nhá. Đấy các bác gạt trong cái nấc này. Đấy gạt trong cái nấc này. Con này nó có thể là điều chỉnh được một tia cộng này, gạt xuống dưới này thì sẽ làm thành một tia đứng này. Đấy, gạt lên trên cùng thì sẽ là thành một tia ngang nhá, thành tia ngang. Đấy thì nó sẽ có ba chế độ này, một tia ngang này, một tia dấu cộng này, đấy và một tia dưới cùng thì sẽ là tia đứng này. Đấy tùy nhu cầu của bác xài nhá, nói chung rất ok. Các bác bắn lên tường này, bắn lên trần nhà thứ này, mình đánh thăng bằng, đánh keo góc được ngon lành luôn nhá, đánh keo góc ngon lành đây. Ví dụ dấu cộng là các bác đánh keo góc ngon lành luôn này, đấy, đánh keo góc ngon lành luôn. Nói chung là rất là sáng nhá, đây khá là sáng luôn. Đấy các bác dùng mình để chiếu tia này, đây chiếu tia đây này, ngon lành luôn nhá. Đấy chiếu tia lên đây, đấy chiếu tia đánh ngon lành luôn nhá. Đó giá tại vì em đang gửi bác là chỉ có 90.000 thôi, rất đa năng luôn. Đấy có cả công tắc bật tắt nhá, lúc nào dùng thì bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt cái tia laser này đi. Đó. À, đo này, thước rút này, thước rút đây này, rồi là đánh thăng bằng livo này, đấy công tắc các thứ đầy đủ với bác luôn. Lên mã cho em sẽ là thước laser nhá, 90k nhá, 90k cho một cái cây thước laser này, đấy có cả laser, có cả đánh thăng bằng, thước đo, thước rút đầy đủ luôn. Một nói chung là sử dụng một chiếc thước này nhưng mà làm được rất là nhiều việc nhá, chỉ có 90.000 thôi. Thước laser, đấy, thước laser 90k một cây nhá. Tiếp theo cái cây kéo cắt gà của Đức nhá, lên mã cái cây kéo cắt gà của Đức này. Cái này thì các bác cắt về cắt gà vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả xài nhà bếp cho em cũng rất ok luôn. Đây hàng logo thương hiệu Willing này, đấy made in Germany nhá, made in Germany. Có phần khóa hãm này, con này nó có cả cái lò xo trợ lực nhá. Đấy, các bác chỉ việc bóp vào thôi, còn mở ra là tự động nó sẽ đẩy ra luôn, rất ok. Đấy. Thép E5 nhá, không gì. Con này ngoài chức năng cắt thì nó còn có cả chức năng đánh vẩy cá này. Đấy, có phần răng cưa để các bác dùng để các bác đánh vẩy cá nhá. Đấy cắt gà vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả, cắt nhà bếp cho em là rất ok luôn. Giá hiện tại em đang bán một cái cây kéo cắt gà của Đức này chỉ có là đi 90k thôi, 90k nhá. Lên mã sẽ cái cây kéo cắt gà của Đức đang gửi bác là kéo gà Đức này đang bán là 90.000 một cây. Đấy, 90.000 một cây, nói chung là giá nó bình dân mà sản phẩm dùng ok lắm, dùng nó chất lượng. Đấy gà vịt, thịt xương các bác nghe tiếng kéo là thấy thích rồi. Đấy cắt rất chắc chắn, cầm rất là đầm tay luôn, 90k một cây nhá, kéo cắt gà của Đức nhá. Lên nhanh cho bác một số cái mã dao nhà bếp này. Đấy. Lên luôn cho bác cái con dao, con này con dao gọt hoa quả này, con dao gọt hoa quả nhá. Con này hiện tại bên em cũng đang xả kho. Chỉ còn có 30.000 một cây thôi, 30k các nhá, 30k. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây dao gọt hoa quả nhá. Dao này, dao gọt hoa quả này nhỏ nhỏ nhưng mà bao sắc lắm luôn. Về các bác chuyên dùng để gọt hoa quả nhá. 30k, đấy 30k, cứ lên mã em sẽ là con dao gọt hoa quả. Con này của thương hiệu Asaka Japan. Đấy Asaka Japan, dòng thép E5 không gì nhá, cực kỳ sắc bén luôn. Đây. Lấy bác con một con. Dòng này thì cứ yên tâm về chất lượng rồi. Đấy không? Đường giấy đi mịn mịn này. Đấy, đường giấy đi mịn mịn. Bao sắc các bác luôn nhá. Đấy, các bác mua về gọt hoa quả nó rất là tiện lợi luôn, nó nhỏ nhỏ, nó chỉ khoảng tầm hơn 20 cm một chút thôi. Đấy, tay cầm ốp gỗ nhá, 3 đinh tán này. Hàng sẽ là hàng liền thân. Đấy về xài cho em con này là chuyên để các bác còn hoa quả rồi, những làm những cái việc nhỏ nhỏ vặt vặt là rất là hợp lý này. Đấy nó chỉ có 30.000 thôi nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái cây dao gọt hoa quả của Asaka Japan. Đấy 30.000 một cái cây dao gọt hoa quả này. Đấy. Ngoài ra thì bên em có cái dòng cây dao thái này, cây này sẽ to một chút nhá. Đấy con này nó cũng cùng hãng với con kia. Đấy cũng của Asaka Japan, con này thì nó là cây dao thái, con này thì chuyên lọc và tháo nhá, chuyên lọc tháo nhá, chuyên lọc thái. Đấy cũng cực kỳ sắc bén luôn, bao dùng bao sắc các bác luôn. Đấy chuyên lọc thái này, đấy, chuyên lọc thái, con này tổng chiều dài lưỡi nó rơi khoảng tầm 20 cm, đấy tổng chiều dài thì nó rơi khoảng tầm 30 cm, đấy chuyên để lọc và thái nhá, cũng bao sắc các bác luôn này, đây nha, test giấy bác coi luôn này, cũng bao sắc luôn nhá, bao sắc luôn này, con nhìn này, đấy đường giấy đi mịn mịn nhá, quá ok luôn, đấy bao sắc luôn nhá, cực kỳ chất lượng, con này thì cũng không gì phải chê về sản phẩm đâu, đấy chuyên để các bác thái nhá, chuyên để các bác lọc và thái này, đấy thử vào bếp là ok, tết nhất nơi rồi các bác mua sắm rửa em dao dựa về mình làm cỗ bàn tết nhất ok luôn. Con này là con dao thái nhá, lên mã em sẽ là con dao thái cán gỗ nhá, dao thái cán gỗ, đấy dao thái cán gỗ. Còn cái con nhỏ thì là con dao gọt hoa quả nhá, còn con này là con thái cán gỗ. Con này thì hiện tại em đang bán giá thì cũng quá là bình dân luôn, 60.000 nhá, 60.000 thôi. Lên mã em sẽ là dao thái cán gỗ này, dao thái cán gỗ nhá, đang gửi bác là 60k,
cho một cái cây dao thái cán gỗ này, chỉ có 60.000 thôi, giá rất bình dân mà cũng cực kỳ sắc bén luôn. Rồi tiếp theo thì nhiều bác cũng hỏi là cái con dao chặt thì đây, hiện tại em vẫn đang có cái dòng đó là con dao chặt 1 cân nhá, con dao chặt 1 cân, hàng cũng của Nhật này. Đây, đấy, Murato Made in Japan này. Đấy, rất ok. Con này là nặng là 1 kg nhá, nặng là 1 kg. Phần trên này thì nó làm nhám này, làm nhám để chống dính này. Phần dưới thì là trơn bình thường. Đấy. Dòng này thì bản cực kỳ to rồi, các bác mua về chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương. Đấy, đặc biệt là các bác đang cuối năm chuẩn bị thịt lợn thì tiếc nhiều. Đấy, những cái con xương ống là bình thường là các bác dùng những con dao chặt bình thường là không để phang đâu, nhưng con này này. Đấy, các bác già các bác cứ phang cho em tẹt bô luôn. Đấy, bao xài bao dùng bác luôn. Đấy, phang tẹt bô luôn nhá. Đấy, hàng của nó sẽ là hàng liền thân này. Tay cầm thì có ốp gỗ 3 đinh tán đồng, cực kỳ xịn. Đấy, con này các bác phang thì chấm hết luôn. Nó nặng 1 cân nên là cái lực phang nó rất là đầm mà nó rất là đi luôn nhá. Đấy. Con này là nặng 1 cân nhá, nặng 1 cân. Đấy, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là con dao chặt C1 nhá, nặng 1 kg. Đấy, nặng 1 kg, phang bất chấp, phang tất cả các loại luôn. Xương lợn, xương bò, xương voi, xương hổ, xương tê giác, đầy đủ các loại xương và đặc biệt là các loại xương cứng luôn. Giá của nó sẽ là 220.000 một con. Dao chặt C1 nhá. 220k và bên em cũng sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy. Dao chặt C1 nhá, nặng 1 kg nhá, nặng 1 kg. Đấy, nặng đúng 1 cân kg luôn. Đấy, về các bác cứ cân thử cho em, cực kỳ ngon. Nặng 1 cân luôn nhá. Đấy, cắt chặt cực kỳ đầm tay. Là 220.000 một cây này và bao ship nhá. Đấy, dao chặt C1 nhá, mã của nó sẽ là dao chặt C1. Nói chung con này bán nhiều mà dùng ok mà. Dùng thích mà chất lượng. Đấy. Thuốc kiến thì bên em vẫn còn để phục vụ bác nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái lọ thuốc kiến này. Đấy, dòng này thì có yên tâm về chất lượng đi. Đấy, nếu mà không hết kiến thì bên em không lấy tiền đâu bác nhá. Không hết kiến thì bên em không lấy tiền. Cực kỳ là nhạy luôn. Đấy, nhà bác hiện tại đang rất là nhiều kiến này. Đấy, rồi là thời tiết thứ nó mướt, kiến nó về rất là nhiều. Đấy thì các bác mua ngay cho em cái lọ này về nhá. Đấy thì các bác những cái chỗ nào mà kiến nó hay đi, nó hay xuất hiện này, đường đi lối lại, nó hang ổ này thì các bác cứ giỏ trực tiếp cho em. Và cái con kiến này khi mà nó ăn cái dung dịch này xong thì nó sẽ công về tổ nhá các bác nhá, nó sẽ công về tổ và những cái con khác nó sẽ ăn cùng với con này và nó chết một loạt và chết cả đàn luôn. Đấy, anh em cũng đã dùng và test sản phẩm thực tế rồi, em thấy rất ok và mình em đã nhập về số lượng lớn để bán cho bác luôn. Đây, cách dùng này nhỏ 5-7 giọt vào đường đi hoặc nơi chuẩn ở kiến này, sau khi kiến đã ăn chết, ăn mồi từ 2-5 ngày sẽ chết này. Thực ra thì đây ở trên này người ta báo là 2-5 ngày thôi, nhưng mà em em cho nó ăn xong chắc khoảng tầm 2 tiếng sau là sạch sẽ, không còn một con kiến nữa luôn. Đấy, không thấy bóng dáng một con nào luôn và không thấy bao giờ nó có lại luôn. Em dùng khoảng tầm hơn năm nay mà chưa thấy một con kiến nó xuất hiện lại nhá. Đấy, các bác thấy cái thuốc kiến nó nhạy nào, cực kỳ nhạy luôn nhá. Đấy, giá nó thì bình dân thôi. Bên em đang gửi bác một cái lọ thuốc kiến này với giá sẽ là 10k nhá, cứ lên mã giúp cho em sẽ là thuốc kiến nhá. Đấy, thuốc kiến thì đang bán lẻ một chiếc, một lọ đấy là 10k, còn các bác lấy 3 lọ nhá, 3 lọ thì giá sẽ là 20k cho 3 lọ nhá. 20k là được 3 lọ. Đấy, là bán nó combo 3 lọ một để các bác dễ mua này. Còn bác nào dùng ít thì mình có thể mua theo một lọ là 10k, còn 3 lọ thì là 20k nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là thuốc kiến. Hàng bao dùng bảo hành cho bác luôn. Nếu mà hàng này mà không diệt được kiến thì bác em trả lại cho bác tiền luôn. Đấy, rất uy tín luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kéo văn phòng. Lên mã giúp em sẽ là cái cây kéo văn phòng này. Em báo giá bác luôn, hôm nay em cũng xả kho cây kéo văn phòng này luôn. Bữa trước đang bán cho bác là 50.000, hôm nay em về cho bác mức giá rất dễ mua, bán xả vốn luôn. 30k nhá, 30k lên mã cho em sẽ là cái cây kéo văn phòng. Cái cây này thì chuyên cho bác dùng để làm văn phòng, cắt giấy, cắt tờ. Đấy, cắt hồ sơ tài liệu rồi là các bác mua về cho các bé thì mình cắt tranh giấy các thứ rồi. Ok luôn, hàng của Nhật Japan nhá, Asaka Japan, cũng là thép SK5, cực kỳ sắc bén. Dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng, là cắt cực kỳ ngọt đây. Cắt bác coi này. Đấy, thấy không? Cắt ok, quá ok luôn, giấy giữa các thứ là cắt cực kỳ ngon lành. Đấy, quá ok ngon lành luôn này. Đây. Cực kỳ ngon lành nhá, cắt rất ngọt luôn. Đấy, giấy giữa các thứ cắt ngon lành rồi, thậm chí cả giấy bóng con này cắt ngọt luôn. Đấy, nói chung là ok lắm. Đây là giấy bóng này, giấy bóng cái loại dạng dai dai dẻo dẻo này, nhưng mà con này cắt ngon lành này, các nhìn này. Giấy bóng ấy nhá, đây là giấy bóng ấy nhá. Đấy, giấy bóng, bình thường là các bác những cái con kéo nhụt thì không bao giờ cắt thế đâu, nó cắt là dai dai, nhưng con này cắt cực kỳ ok đây. Các nhìn này. Đấy, ngọt lành. Quá ngon luôn. Đấy. Thì cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây kéo bếp. À xin lỗi các bác, là cái cây kéo văn phòng nhá, kéo văn phòng. Chuyên dùng cho các bác làm văn phòng. Đấy, rồi là văn phòng phẩm, làm cắt giấy, cắt tờ. Đấy, rồi thậm chí các bác mua về cắt nhà bếp cũng ok luôn. Đấy là tùy nhu cầu các bác xài nhá. 30.000 một cây thôi. Mà em giảm giá xả kho luôn cái mã này luôn. 30.000 một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây này, là cái cây vòng gỗ đeo tay này. Đấy, các bác mua về sử dụng này. Đấy, đeo thời trang này rồi các bác đeo niệm các thứ ok luôn. Đấy, một chiếc vòng bao gồm là một vòng và một hộp đi kèm luôn này, có cả một cái hộp này.
đựng trong một chiếc hộp rất là xinh, các bác mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em rất ok. Đấy, một chiếc hộp rất là xinh nhá, bên trong thì sẽ là một chiếc vòng. Vòng này thì nó rơi khoảng tầm là hơn 300 hạt nhá. Đây là vòng rất đẹp, vân gỗ lên, các bác nhìn này, vân gỗ lên rất ok. Đấy. Đấy thì về các bác có thể đeo cổ này, đeo tay này. Đấy rồi làm vòng vòng lần cái thứ ở đây. Đeo vào tay nhìn rất là thời trang, rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn rất ok đây. Đấy, đeo tay quá đẹp luôn này. Đó. Con này thì nó là cái vòng chun nhá, cái vòng chun. Nó có cái phần dây chun nó co giãn. Đấy các bác đeo phù hợp với rất là nhiều những cái kích cỡ khác nhau. Đó. À, lên mã thì em sẽ là sản phẩm là cái vòng gỗ đeo tay nhá. Em nhắc lại một lần nữa là cái vòng này là vòng gỗ đeo tay nhá. Đấy, vòng gỗ đeo tay. Đấy, vòng gỗ đeo tay. Giá tại em đang bán một chiếc vòng gỗ đeo tay là bao gồm là cả vòng cả hộp như này. Là một bộ này là 40.000 này. Đấy các bác mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng này rất là ok luôn. Vòng gỗ đeo tay nhá. Vòng gỗ đeo tay đang bán bác là 40k cho một chiếc vòng gỗ đeo tay nha. Đấy 40.000 nhá. Đây. Bên ngoài là vỏ hộp rất là đẹp xịn này, bên trong nhá, bên trong thì là vòng, rất ok luôn. 40k nhá, vòng gỗ đeo tay. Tiếp theo luôn đó là cái mã bảng tự xóa này, lên mã sẽ là cái bảng tự xóa nhá. Này thì về các bác một mức giá rất dễ mua luôn. Chỉ còn có 30.000 thôi. Bữa trước đang bán là 60k, giảm luôn các bác, chỉ còn có 30k một chiếc bảng tự xóa nhá. Lên mã em sẽ là bảng tự xóa, các bác mua về có cháu mình vẽ vời tô vẽ này. Đấy rồi các bác về dùng được, làm một cái bảng để nốt nốt các thứ vào đây. Đấy khi nào mà mình dùng xong mình bấm cái là nó tự động nó xóa đi, rất là tiện đây. Đấy. Đây nhá. Đằng sau thì nó có một cái nút mở khóa, các bác gạt về cho em là cái nút mở khóa này. Đấy gạt về nút mở khóa nhá. Đấy bắt đầu là bảng nó mới sử dụng được, còn không bình thường là nó sẽ ở trạng thái khóa là các bác không dùng được đâu. Và có kèm cả bút đi kèm này. Đấy đi về các bác vẽ vào cái thứ đây. Bấm cái nó mất luôn. Đấy vẽ vào cái thứ này. Bấm cái mất luôn, vẽ vào này. Bấm cái mất luôn. Đấy rất là hay. Đấy thì các bác cứ lên mã em sẽ là bảng tự xóa nhá. Bảng tự xóa. Giá em đang gửi bác là 30.000 thôi. Xả kho bán em bác luôn. 30k một chiếc bảng tự xóa này. Bấm cái mất luôn, rất là hay coi nhá. Đấy mua về các cháu mình tô vẽ này. Rồi là các bác mua về mình ghi nốt vào đây. Đấy những cái gì ghi nốt vào đây. Đấy khi nào mà ghi xong mình cần xóa cái mình bấm cái mất luôn. Rất hay nhá. Đấy có kèm cả bút đi kèm luôn. Ok. 30k cho một chiếc bảng tự xóa đang xả kho bán nốt cho bác luôn. Tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác đó là cái mã đó là cái khay bánh mì nhá. Cứ lên mã em sẽ là khay bánh mì. Đấy, hiện tại thì bên em đang bán lẻ một chiếc là 25.000. Các bác lấy theo combo 5 chiếc khay bánh mì một thì giá sẽ là 110.000 cho 5 chiếc nhá. Còn các bác lấy lẻ một chiếc thì là 25.000. Đấy rất là hay. Một chiếc khay ở bên nước ngoài này người ta hay dùng để làm bánh mì vào đây thôi nhá. Đấy thì bên em hay gọi là khay bánh mì. Đấy, đợt này về cái lô này màu vàng nhìn rất là ok nhá. Đấy màu vàng nhìn rất là sang trọng lịch sự này, quý phá này, ok luôn. Đó. Khay bánh mì thôi nhá. Đấy, con này thì nó dài rộng chắc dài khoảng tầm 25 thôi nhá, dài khoảng 25 rộng khoảng tầm 17 các bạn. Đấy khá là to rộng về các bác đựng đồ khô, đồ ướt đây được hết luôn. Đấy về mình bày đồ ăn đồ uống này các thứ này. Rồi về làm những chiếc khay. Đấy mình đựng đồ khô này. Rồi lại em bán một bác bác bảo mua về để đựng ốc vít các bác nhá. Đấy mua về để đựng ốc vít. Nói chung là tùy nhu cầu về các bác ứng dụng sử dụng trong công việc thấy phù hợp thì ok thôi. Đấy. Dày dặn chắc chắn mà giá nó bình dân nó chỉ có 25.000 một chiếc thôi, rất là đẹp luôn. Đấy hoa văn họa tiết thì rất ok đây. Khay bánh mì nhá, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là khay bánh mì. Hàng này là hàng nhập ngoại, hàng thanh lý của siêu thị nước ngoài nhá, nên rất ok. Đó. 25k một chiếc khay bánh mì nhá. Còn các bác lấy theo combo 5 chiếc một nhá thì giá của nó sẽ là 110.000 cho 5 chiếc nha. 110.000 cho 5 chiếc rất là đẹp luôn. Đấy nhìn cực kỳ là đẹp sang trọng này. Đấy, nó thiết kế như kiểu dạng cái thuyền đây này. Đấy. 25k một chiếc, 5 chiếc là 110.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là khay bánh mì. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác một cái mã hàng rất là hay, đó là cái cây thước sao chép này. Hôm nay em cũng xả kho luôn cái mã này luôn. Đấy lên mã giúp cho em sẽ là mẩm cái cây thước sao chép nhá. Thước sao chép này bữa trước đang bán là 150.000. Hôm nay em về bác một cái mức giá dễ mua, chỉ có 80.000 thôi. 80k cho một cái cây thước sao chép này, 80k một cây. Đây các bác để em mở ra bác một cái cây này. Cái này rất là hay này. Ví dụ những cái phần mà ngóc ngách ấy, các bác đo đi các thứ là nó mất thời gian. Đấy rồi là khi mà mình đo rồi nó ra một cái bản sao nó không được hoàn chỉnh, không phù hợp thì đây. Đó, các bác sử dụng ngay cho em một cái con thước sao chép này. Đấy. Đấy ví dụ như là em cần đo một cái phần góc như chẳng hạn này này. Đấy các bác đo mất thời gian góc tường mà nó nhọn này này. Đấy đi các bác chỉ việc ấn ngay vào này. Đấy, ấn vào cái là nó sẽ sao chép ra một cái kích thước hình là nó y xì phóc này, coi gì mở ra đấy theo là nó khớp luôn vào với lại cái phần góc tường và góc nhà mà các bác cần đấy. Rồi là những cái vật như là hình tròn con này vẫn nó có thể là bo được vào nhá. Đấy
nó vẫn có thể là bo được vào, rất là hay luôn. Nói chung là rất là ok. Đây này, đây với nhá, đây này, đây này. Đấy, ví dụ như cái phần ngóc ngách này, những phần ngóc ngách là con này vẫn có thể là khớp vào sao chép đúng y là một cái bản gốc luôn. Đấy, sau đó các bác lấy ra để các bác kẻ vẽ, để các bác làm thành một cái bản sao rất ok. Đấy thì con này nó gọi là thước sao chép nhá. Thước sao chép. Bên em đang gửi bác cái cây thước sao chép này với giá chỉ có 80 ngàn thôi. Nên em xả kho bán cho em bác một cái cây thước luôn. Rất là thông minh, rất là hay. Nói chung các bác mua về xài, sử dụng ok luôn. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy. Đấy, ví dụ như là trong những phần góc ngách các thứ là các bác muốn sao chép lại một cái hình dạng mà nó như thế này. Đấy thì các bác ấn cái này vào nhá. Đấy là khớp vào luôn. Thấy không? Khớp vào rất là ok nhá. Những phần vị trí ngóc ngách tường và những phần vị trí khó các bác sao chép lại hình ảnh để các bác cắt một cái viên đá ra, các bác ghép vào đấy chẳng hạn này, đấy để cho nó khớp vào này, rất là hay luôn nhá, cực kỳ là thông minh luôn. Đấy rất là ok đây. Đấy, đấy bánh xe này, góc tường, hình tròn, hình vuông, hình bầu dục các thứ, tất cả các loại hình, đường cong, đường thẳng được hết các bác nhá, nó sao chép rất hay. Đấy thấy không, nó khớp vào luôn, rất là ok luôn. Đấy, ứng dụng trong rất là nhiều công việc các bác sử dụng nhá. Đấy, anh em thợ thuyền dùng quá ok luôn nhá. Chỉ có 80.000 thôi, 80.000 cho một cái sản phẩm với cái cây thước sao chép này. Bữa trước bên em bán rất nhiều đấy. Đấy, hôm nay lại quay lại bác luôn, và hôm nay cũng đồng thời là giảm giá xả kho xả luôn. 80k nhá, lên mã em sẽ là cây thước sao chép. À cái cây này thì em báo luôn là chiều dài của nó vào là 25 nhá. Chiều dài nó vào 25. Đấy 25. 25 cm nhá, chiều dài là 25 cm. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kìm bấm cúc này. Tiếp tục lại về cái mã hàng đó là cái cây kìm bấm cúc nhá. Một cái bộ kìm bấm cúc này sẽ gồm có là một cái cây kìm và đi kèm với bác là một cái túi cúc để về các bác có thể các bác xài luôn. Đấy rất ok đây. Đây là túi cúc này, còn đây là cái cây kìm chính nhá. Đấy thì về các bác đặt vào trong cái khe vần vải này. Đấy, bên dưới các bác cho một cái cúc, bên trên con cho cúc, bấm vào cái là thành nó tạo thành một chiếc cúc luôn, rất là ok. Đây cũng là phần khóa này. Rất là ngon lành luôn, rất là tiện nha. Con này về các bác sử dụng, mình dùng để bấm cúc, các bác đỡ phải khâu vá gì. Các bác cho vào là các bác bấm thôi. Đấy. Nó là cái dạng cúc bấm nhá. Đây thì túi cúc nó đây. Đấy, nó là cái dạng cúc bấm. Đấy, các bác cho cúc kia có thứ vào, các bác bấm là ok, đỡ phải khâu vá nhá, nó rất là nhanh, đỡ phải khâu vá một thời gian mà nó thành một chiếc cúc bấm nhìn rất là đẹp luôn đó. Em báo giá luôn nhá, lên mã cho em sẽ là cái cây kìm bấm cúc đó. Thì cái bộ sản phẩm này hiện tại em đang bán cho bác là 40.000 các nhá, lên mã cho em sẽ là cái bộ kìm cúc nhá, bộ kìm cúc. Đấy, bộ kìm cúc này đang gửi bác là 40k nhá, 40k thôi, chỉ có 40.000 cho một cái bộ kìm cúc, rất là ok luôn. Đấy, về các bác bấm vào quần áo đứng nhà mình rất là tiện, đỡ phải khâu vá gì lằng nhằng. Đấy, mua về cái là xếp cúc vào là bấm thôi. Đây các bác cùng xem một cái video thực tế về sản phẩm này đây. Chắc chắn là chiếc kìm bấm cúc quần áo mà nhà ai cũng sẽ cần đến nhá. Đi kèm thì shop có tặng luôn cái bộ nút cài như thế này. Mình có thử bấm vào khẩu trang thì quay, bấm một cái là được luôn này. Mọi người chỉ cần bấm thêm một bên nữa là có thể đóng lại thôi. Nhưng mà khẩu trang thì quá dễ rồi đúng không? Nên là mình thử với cái áo thun hai lớp này xem sao. Thì đấy nhá, vẫn chỉ cần một lực vừa phải là được thôi. Rồi, mình sẽ tiếp tục lôi cái quần jean ra check thì kết quả vẫn cứ là ok la luôn. Cái kiểu này là mấy quần áo rộng bụng tới công chuyện với mình rồi này. À, với cả mình mới học được cái này khá là hay. Mọi người bấm khẩu trang ấy và cho hạt thơm hoặc là cà phê vào đây, treo trong nhà là giúp thơm phòng và khử mùi tốt lắm nhá. Nhưng mà phải công nhận là cái kìm này xịn, hữu ích, hốt về liền nhá mọi người. Đây thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, về các bác chỉ việc mua về bấm vào quần áo mình. Đấy, rồi bấm những cái đồ cần thiết, các bác cần cài cúc là ok. 40k cho một cái bộ kìm, cả kìm cả cúc này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà đó là cái dây sạc cũng như là cái ổ điện U3 hiện tại bên em vẫn đang phân phối cho bác này. Đấy, đây dây sạc ba đầu dây sạc này hiện tại bên em đang có giá là 40.000 cho một chiếc dây sạc rồi nhá. Dây sạc bọc silicone chống gập chống gãy. Con này các bác cứ gập gãy rồi các bác cứ dùng cho em thoải mái đi, cực kỳ là nồi đồng cố đá luôn. Đấy, dùng chắc là khoảng tầm chục năm mới hỏng. Nó sẽ gồm có là một đầu vào sẽ là cổng USB nhá và ba cổng ra nhá, ba cổng ra thì sẽ có là chân sạc iPhone này, chân sạc Type-C đời mới này cho Samsung này và chân sạc micro USB cho những cái máy đời cũ này. Đấy, nói chung là máy đời cũ, đời cao, đời thấp là các bác có thể dùng được tất cho ba cái chân này luôn. Đấy, nghĩa là ba cái chân này các bác sạc được cho hầu như là tất cả các loại máy phổ thông hiện tại trên thị trường bây giờ đang sử dụng nhá. Đây, phần dây của nó đều được bọc silicone này. Đấy, các bác cứ bẻ này, bẻ gập cho em thoải mái, không lo bao giờ nó gãy luôn. Cái phần đầu này nó làm thiết kế rất chắc chắn nhá. Đầu của nó là bằng khung thép, viền thép này. Đấy, khung thép, viền thép và có cả đèn báo luôn nhá. Sau này là có cả đèn báo luôn nên rất là hay. Đấy, các bác biết ngay là nó có điện hay không. Đấy, có cả đèn báo này. Đây là cái phần các bác nhìn nó làm cái phần trục ra ba này, một ra ba này, có nhìn này, nó bo một cái vòng kim loại rất là to luôn. Đấy, chắc chắn ok, xịn sò con này. Đấy, 40.000 thôi. Đấy, giá nói chung là giá tốt nhất thị trường. Bên em chỉ có duy nhất một loại thôi nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái dây sạc cam nhá. Dây sạc cam hoặc là cái dây sạc ba đầu nhá. Dây sạc ba đầu sạc đa năng hầu như tất cả các loại máy nhá. Giá em đang gửi bác là đi
40k một chiếc nhá, 40k lên mã anh em sẽ cái dây sạc cam hoặc là dây sạc ba đầu đều được. Giá đang gửi bác là 40k cho một cái dây sạc cam ba đầu 40k. Ngoài ra thì bên em có bán thêm cho bác đó là cái ổ điện Thái này, ổ điện Thái, ổ điện Thái Lan, ổ điện U3 nhá. Ổ điện Thái U3. Ổ này thì giá bình dân thôi, đang gửi bác là 50.000 một cái ổ này. 50k một chiếc ổ điện Thái U3 nhá. Mã của nó sẽ là mã U3. Đấy, nó sẽ gồm có cho bác là những cái ổ cắm này để về các bác cắm những thiết bị điện 220 này. Ngoài ra thì nó sẽ có tích hợp thêm cho bác là ba cái cổng USB nhá, ba cổng USB để các bác có thể là cắm sạc điện thoại này, rồi là các bác cắm những thiết bị sử dụng cái nguồn là nguồn 5V các bác nhá, nguồn 5V là các bác cắm ở đây là ok. Đấy, con này cũng có cả đèn báo này, công tắc an toàn này. Đấy, lúc nào dùng thì các bác bật lên, không dùng mình có thể tắt đi. Đấy, vừa an toàn tránh tình hiện chập cháy này. Rồi là ví dụ nhà có những người già trẻ con chẳng may nó có va chạm vào nó không bị giật này. Đấy, các bác có cả một cái công tắc an toàn rất là tiện nhá. Đây dây nguồn đây, cắm trực tiếp vào nguồn 220 là các bác xài cho em thôi, rất là ok luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái này là cái ổ điện Thái U3 nhá. Ổ điện Thái U3. Ổ điện Thái U3. U3 này. Bên em đang gửi bác là 50.000 ổ thôi, chỉ có 50k ổ, giá rất là bình dân luôn, 50k về các bác xài. Đấy thì các bác có thể mua kèm cùng với cái dây này. Thì cái dây này về các bác có cái là chỗ là mình về có cái ổ này mình cắm đây luôn. Đấy, sau đó là các bác có thể sạc luôn cho điện thoại thứ ok luôn này. Đấy, còn đây là ổ đây. Ổ thì ngoài ra có cả ổ điện và có cả ổ sạc luôn. Đấy, một chiếc ổ cực kỳ là hữu dụng trong gia đình nhà mình, sử dụng cắm được rất là nhiều những cái thiết bị nhá. Xài ok luôn. Đấy. Ổ điện U3 là 50.000 một ổ nhá. Còn là cái dây sạc cam thì đang gửi bác là 40k nhá. Đấy thì tùy nhu cầu mình có thể là mua lẻ hoặc các bác có thể mua theo cả combo luôn, vừa ổ vừa dây luôn các nhá. Về các bác xài luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kéo cắt gà của Nhật này. Tiếp tục về mã hàng cây kéo gà của Nhật phục vụ các bác dịp Tết nhất này. Đấy, về các bác cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả nhà bếp cho em cực kỳ đa năng. Đấy, con này hàng của Nhật nhá, Japan. Dòng thép SK5 nhá, dòng thép SK5 là một dòng thép không gỉ và cực kỳ sắc bén luôn. Đấy, phần tay cầm nó rất là trường tay này, trường tay các bác cầm nó ôm. Đấy, cầm nó ôm tay cắt rất là ngọt. Đấy, con này cắt thì cực kỳ ok. Đấy, gà mà vịt các thứ là các bác ngại chặt, các bác không muốn lấy thớt đâu các bác xài. Các bác cầm ngay cho em con này các bác phang cho. Đấy, cứ thế là các bác nghiến cho em thôi. Nghiến cực kỳ ngọt luôn nhá, nghiến cực kỳ ngọt luôn. Xương xiếc con này là ăn một phát một luôn nhá. Đấy, xương xiếc là ngon này luôn. Đấy, ngoài ra thì con này nó có chức năng là đánh vảy cá này. Đấy, các bác nhìn cái phần răng cưa bên dưới là đánh vảy cá nhá, dùng là đánh vảy cá. Rồi là một cái chức năng nữa là khe đây này, là cái phần là ví dụ như là các bác nhà các bác mà có ăn cuôn ghẹ là có cái càng các bác cho đây các bác kẹp này, rồi với những cái quả cứng như là quả óc chó rồi các bác cho đây các bác kẹp. Đấy, để cho nó vỡ ra nhá, cho nó vỡ ra rất ok luôn. Một chiếc kéo cắt gà Nhật cực kỳ là đa năng luôn, sử dụng được nhiều chức năng và nó rất là dày dặn chắc chắn này. Các bác nhìn này, phần thớ thép nó rất là dày. Đấy, thớ kéo rất là dày. Con này các bác dùng thì cực kỳ là bền bỉ, vì yên tâm luôn. Giá bán hôm nay em cũng xả kho luôn cái mã này luôn. Bữa trước đang bán với bác là 170.000. Đấy, hôm nay em về cho bác giá là đi 130.000 nhá. 130.000 thôi, xả nhanh bán nhanh luôn. 130k lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái kéo gà Nhật nhá. Kéo gà Nhật. Đấy, 130k một cái cây kéo cắt gà Nhật này. Giá này là gần như là giá tốt nhất hiện nay rồi đấy. Đấy các bác tranh thủ chốt nhanh luôn nhá. Đấy, về các bác chuẩn bị Tết nhất này. Mình có cây kéo cắt nhà bếp này, gà vịt thịt xương, cắt rau củ quả. Đấy, ok luôn nhá. 130.000 một cây, đa năng sử dụng rất là nhiều việc luôn. Sản phẩm thì em lên luôn cho bác đó là cái cây tô vít này. Đấy, tô vít để về các bác Tết nhất các bác xoáy các thứ này, rồi vừa xoáy vừa đóng này. Đấy, hiện tại thì em đã có hai mã, là một mã cây tô vít đầu 4 cạnh và mã đầu tô vít 2 cạnh này. Đấy thì hay còn gọi là đầu cộng và đầu trừ đúng nhá. Đấy thì nó là dòng tô vít đóng, ngoài chức năng đóng thì nó cũng có thể là xoáy được luôn. Đấy, về các bác sử dụng gia đình. Đấy, mình Tết nhất là mình có treo tranh, treo chiếc các thứ này, rồi là mình xoáy lại những cái thiết bị nhà mình, rồi là thậm chí các bác mua trước ra Tết các bác đi làm mình có thiết bị các thứ là mình xài luôn ok luôn. Đấy thì bên em đang bán là 30.000 một cây nhá, 30.000 một cây. Con này thì chiều dài của nó, tổng chiều dài một cây này là 30cm nhá. Đấy thì bên em đang bán cho bác là 30k một cây tô vít đóng nha. Ngoài chức năng xoáy thì nó có thể đóng luôn. Đây nó có phần đóng này. Đấy, phần đóng nhá. Hàng này cũng của Kabushi Japan. Đấy, Kabushi Japan. Đang bán với bác là 30.000 một cây nhá. Hiện tại em đang có hai đầu là đầu cộng này và đầu trừ này. Đấy, đầu cộng và đầu trừ. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây tô vít đóng. Đấy, cây tô vít đóng nhá. Tô vít đóng thì đang có hai mã là cộng và trừ. Đây tô vít đóng này. Tô vít đóng có cộng nha, có mã cộng và có mã trừ thì đang bán cho bác là một cây là 30k nhá. Đấy, các bác cứ lấy cây nào thì cứ báo cho em, lấy cây cộng bên em nhà là bác cây cộng, lấy cây trừ bên em là bác cây trừ, và đang bán lẻ một cây là 30.000, và các bác có thể lấy theo cả đôi được.
Đấy đâu cả đôi là 60 ngàn. Đấy, mua về cả đôi về mình có cả cộng và trừ mình xài luôn. Cái phần đầu là này nó có cả nam châm từ tính luôn này. Đấy, có cả nam châm từ tính luôn nhá. Có cả nam châm từ tính dùng rất là tiện luôn. Tô vít đóng nhá. Một cây là 30 ngàn, có hai đầu là đầu cộng và đầu trừ nhá. Lấy đầu nào thì các bác báo cho em thì em nhặt cho bác nhá. Thì em lên luôn cho bác mấy hàng nó cái cây súng mồi lửa này. Đấy, để về các bác tết nhất thắp hương thắp nến này, rồi là các bác về mồi lửa mồi bếp này. Rất tiện dụng luôn mà giá nó cũng rất là bình dân. Đấy, em báo giá luôn. Bên em đang bán một cái cây súng mồi lửa này nó chỉ có 20 ngàn thôi. 20k nhá. Giá rất tốt luôn. Cứ lên mã cho em sẽ là cây súng mồi lửa nhá. 20k một cây. Cái cây này nó rất là dài. Nó dài khoảng tầm 30 cm, nên là ví dụ những cái chỗ vị trí cao là các bác cầm các bác vẫn có thể với được này. Mà bình thường là các bác cứ hay dùng cái hộp quẹt đấy, các bác có thể bật quẹt quẹt tay, nhiều khi là rất là đau tay. Thì đặc biệt là các bác người già tay yếu khó bật quẹt lắm. Các bác dùng con này chưa? Chỉ việc ấn cái ra lửa luôn. Ấn cái ra lửa. Ấn cái ra lửa này, có phần chỉnh ga to nhỏ này, rồi là phần khóa cò này. Rồi con này thì hết ga thì các bác có thể bơm lại nhá. Đây nó có cái lỗ bơm ga này, hết ga có thể bơm lại. Còn trong này thì đã có sẵn ga về các bác chỉ việc xài thôi. Đấy, nó rất là to tát nhá. Bình thường là các bác người già hay dùng những con máy lửa nó nhỏ nhỏ ấy, rất là khó tìm. Đấy, nhưng con này các bác để lên ban bàn thờ to tát, dễ tìm, dễ cầm. Đấy, thiết kế chắc chắn an toàn. Đó, rất ok luôn nhá. Đấy, bấm cái là ra, rất nhạy luôn. Cứ bấm cái là ra lửa luôn này. Quá ok, rất nhẹ nhàng, tình cảm, dễ sử dụng nhá. Chỉ có 20.000 một cây thôi. Lên mã giúp em sẽ là cây súng mồi lửa nhá. Các bác mua về, đấy, tết nhất mình thắp hương thắp nến ban bàn thờ này. Rồi là các bác mồi bếp, mồi giáp các thứ này, mồi lửa này. Đấy, ok luôn, 20.000 một cây. Tiếp theo thì em lên luôn cho các bác mã hàng đó là cái cây đèn đội đầu cảm biến này. Đấy, các bác đi rừng đi rú đi thuyền đi ghe này. Đấy, đi đêm hôm chợ búa các thứ này. Mình cầm cái cây đèn đội đầu thì các bác tham khảo ngay cho em sản phẩm này. Đấy, một con đèn đội đầu cảm biến nhá, rất là hay luôn. Cực kỳ sáng nhá. Ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng, rất là sáng luôn. Đấy, và sản phẩm sẽ gồm có là một thân đèn đi kèm là một cái cộng dây cáp sạc nhá. Con này sử dụng cái nguồn là cái nguồn 5V. Đấy, nguồn 5V. Đấy, về các bác kiếm cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác cắm vào cái cục sạc là các bác sạc thôi. Đây, tổng quan con đèn này rất chắc chắn. Phần đầu của nó sẽ là đầu thân nhôm nhá. Đầu thân nhôm nên là nó cho ra cái hệ tản nhiệt rất là ok. Đấy, đây có thể cụp lên cụp xuống các kiểu này rất ok luôn. Đấy, đây nút bật tắt này. Đấy, bật tắt nhá. Đấy, có con này có thể chỉnh được pha nhá, chỉnh được pha thu vào và chỉnh được pha rộng ra nhá. Đây chỉnh pha thu vào này. Đấy, chỉnh pha rộng ra này, chỉnh pha rộng ra này. Đấy, chỉnh pha rộng ra, thu vào này, rộng ra này, rất ok luôn nhá. Đấy, rất là hay, vừa chỉnh pha các kiểu luôn. Đấy, rồi là ngoài chức năng là chỉnh pha thứ ra bật đèn bình thường, nó còn có cả cái chức năng cảm biến này. Các bác muốn bật chức năng cảm biến thì các bác bấm cái nút wifi cho em này. Đấy, đây các bác nhìn thấy vẫy tay cái đèn tắt này, vẫy tay cái đèn sáng này, vẫy tay cái đèn tắt này, vẫy tay cái đèn sáng, vẫy tay cái đèn tắt, vẫy tay cái đèn sáng nhá. Con này thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là con đèn đội đầu cảm biến hoặc là đèn đội đầu wifi đều được nhá. Đấy, đây có cả chế độ nháy cảnh báo SOS này. Đấy, nháy. Nói chung là cực kỳ sáng nha, và cái tầm chiếu xa nó cũng khá là xa đấy. Đây các bác nhìn này. Khi mà chụm vào này, đấy cái ánh sáng nó ra ánh sáng màu trắng này. Đấy, trắng xóa luôn nhá. Các bác soi cực kỳ sáng luôn. Pha rất là rộng này, đây pha quá ok luôn, cực kỳ ngon lành nhá. Đó, rồi tổng quan với con sản phẩm đen đấy, dùng để chiếu sáng, dùng có phần chức năng cảm biến, vẫy tay vẫy đồ các thứ rồi ok luôn. Giá bên em đang gửi bác thì hôm nay em cũng xả kho luôn cái mã này nhá. Bữa trước đang bán là 170 ngàn đèn đội đầu cảm biến nhá. Lên mã em sẽ là đèn đội đầu cảm biến, bữa trước đang bán là 180 ngàn, nay em về cho bác một cái mức giá rất dễ mua luôn. Giá sẽ là đi 130.000 thôi, giảm giá luôn 130.000 để các bác dễ mua nhá. 130k trong mỗi con sản phẩm đèn đội đầu cảm biến nhá. Đèn đội cảm biến đấy, vẫy tay cái là bật và vẫy tay cái là tắt nhá. Các bác muốn bật chức năng cảm biến thì ấn nút wifi này. Khi mà bật đèn thì cái con này là nó báo luôn cả cái phần trăm pin ở đây nhá. Đấy, hiện tại con này đang là 75% pin này. Đấy, thì khi nào mà gần hết pin thì các bác chủ động bác sạc, nó cả có cả báo cái phần trăm pin luôn, rất tiện. Đây là cái phần cổng sạc nó này. Một cái cổng sạc chân tai chi và một cái cổng USB là cái cổng lấy điện ra. Ví dụ như là điện thoại các bác hết pin thì mình có thể cắm vào đây để mình sạc dự phòng cho điện thoại cũng ok. Đấy, đây phần dây đeo đội đầu rất chắc chắn nhá. Dây đeo co giãn 4 chiều ok luôn. Đấy, chắc chắn 130.000 đúng không nhá, 130k. Lên mã em sẽ con đèn đội đầu cảm biến, hôm nay em đang xả kho sản phẩm ấy, giá rất ok luôn. Sau đó thì em lên luôn cho bác mang đó là cái giá đỡ điện thoại này. Lên mã em sẽ cái giá đỡ điện thoại nhá. Giá đỡ điện thoại về các bác sử dụng, mình dùng để điện thoại đây, mình coi này. Đấy, mình coi YouTube, mình coi điện thoại này. Đấy, thì các bác mua cái này về các bác để lên cho em nhá. Rất là tiện dụng luôn. Con này thì cái phần đế nó sẽ là đế kim loại nha. Đây, đế chân sẽ là đế chân kim loại này. Đấy, đế chân và kim loại nên rất là nặng đầm. Đấy, và cái con này có thể là xoay
xoay 360 độ luôn. Đấy, xoay tròn 360 độ nhá. Và có thể là kéo cao lên cho thấp xuống, kéo cao lên cho thấp xuống để tùy nhu cầu các bác sử dụng nhá. Đấy, phần bản này có thể là gập giữa các kiểu này rất ok. Đấy, thì về các bác xài, các bác để điện thoại đây là các bác xài thôi rất hay. Để ngang, để dọc điện thoại đều được dùng hết các nhá. Đấy, chỉnh cữ rồi là xoay tròn 360 luôn, rất ok. À, báo giá bác luôn nhá. Bữa trước thì cái sản phẩm này đang bán là 80.000, hôm nay em xả luôn bác, giá chỉ còn có 50.000 thôi. Lên mã em xem cái giá đỡ điện thoại nhá. Giá đỡ điện thoại chân đế bằng kim loại nhá. Đấy, hôm nay giảm luôn bác, chỉ còn có 50.000 một chiếc thôi nhá. 50k cho một chiếc giá đỡ điện thoại chân đế kim loại nhá. 50k. Đây, con này nó rất là tiện, các bác để điện thoại lên rất hay. Đấy, mình có thể để ngang, để dọc các kiểu luôn. Đây các bác có thể để ngang nha này. Đấy, để ngang nha, các bác có thể để dọc nha. Đấy, và khi mà các bác để dọc ấy thì rất là hay là nó có một cái phần khe. Đấy, ví dụ các bác có thể vừa cắm sạc mà các bác vẫn vừa có thể là xem được điện thoại nhá. Đấy, mặc dù là các bác để dọc điện thoại nhưng mà các bác có thể vừa cắm sạc vừa ấy được luôn, vừa cắm sạc vừa xem được điện thoại luôn, rất hay luôn. Đấy, điện thoại to nhỏ nó con này chưa được hết luôn, cân được hết luôn, nó chịu tải rất là tốt, chịu tải là cả một cái con lát, cái con máy tính bảng nặng luôn đúng không nhá. Đấy, nó rất là chắc chắn, ok luôn. 50k một chiếc nhá. Đấy, giá đỡ điện thoại chân đế và kim loại nhá, 50k trong chiếc, giá đỡ điện thoại chân đế kim loại nhá. Sản phẩm tiếp theo đem lên luôn cho bác, mã hàng đó là cái con đuôi đèn điều khiển này. Đấy, bác sẽ cái cây đuôi đèn điều khiển nhá, báo giá bác luôn. Nay em cũng xả kho luôn cái này nhá, đuôi đèn điều khiển. Bữa trước sản phẩm này đang bán là đi 90k, em về đó bác không, mức giá dễ mua luôn là đem bao tiền nhỉ? 80.000 nhá, 80k cho một cái đuôi đèn điều khiển này, 80k thôi, giá rất dễ mua. Đấy, bộ sản phẩm sẽ gồm có là cả pin, biếc, các thứ đầy đủ đi kèm luôn. Cái này thì cực kỳ dễ dàng lắp đặt, về các bác mà có sẵn cái đuôi ở nhà mình rồi ấy thì các bác mua ngay trong cái đuôi này về, các bác lắp vô thế là xài ngon lành luôn. Đây, nó sẽ gồm có là một cái đuôi này. Đấy, một cái đuôi. Đấy, đuôi nối tiếp vào đuôi nhá, và một cái tay điều khiển. Đấy, con này thì nó điều khiển khoảng cách khoảng tầm 20-25 mét là ok. Đấy, đây có nút bật tắt này, ngoài ra nó có cả chức năng hẹn giờ nhá. Đấy, các bác hẹn giờ thì ví dụ như là 15 phút này khi bật lên, mà hết 15 phút nó sẽ tắt này, 30 phút khi bật lên thì hết 30 phút nó sẽ tắt này. Đấy, và tương tự là 60 phút cũng như thế luôn. Đấy, thì về các bác tháo con nắp này ra, lắp cho em hai viên pin này các bác xài. Còn đây là cái đuôi đèn chính nhá, đây là cả cái cục nguồn điều khiển cái thứ là nó trong hết. Còn đây là các bác chỉ cầm cái tay điều khiển này, các bác bấm thôi. Đấy, thì về các bác có cái đuôi sẵn ở nhà mình rồi, các bác lắp cái đuôi sẵn nhà mình, sau đó là các bác ở cái đuôi này các bác lắp cho em quả bóng vào, các bác cần điều khiển ấy thì các bác bấm vào là xài thôi. Đấy, bật tắt các kiểu luôn, rất ok. Cái này anh em cũng đang xài, đang dùng ok lắm, em thấy ok. Đấy, bền chắc chắn mà tiện các bạn, nói chung là tiện, mình đi đâu đi lại mình cầm cái điều khiển mình bấm cái là xong, ok luôn, ngon lành nhá. Giá anh em đang gửi bác giá rất là tốt luôn, chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi đèn điều khiển nhá, 80k. Đây em test cho bác coi, nhà em đang xài này. Đây là coi nhà em đang xài con đèn 8 cánh này. Đây em bật cho bác coi nhá. Bật này, tắt này, bật này, tắt này. Đây, cái đuôi đèn nhà em đang xài đây. À, cái điều khiển nhà em đang bấm cái này em gắn tiện luôn tường cho nó tiện này. Tắt này, bật này, tắt này. Thì nó có cả cái chức năng hẹn giờ là bác dùng nhau dùng. Đấy, còn đây. Em chủ yếu là bấm và tắt thôi, hẹn giờ thì em không xài mấy. Đấy, đây, rất tiện dụng nhá. Đó. Rất ok. Đấy, con này đang lắp con đèn 8 cánh luôn, rất ok luôn, rất tiện nha coi nhá. Đó, đi về các bác lắp đặt là xài thôi. Cái này nó lắp đặt vừa dễ lắp đặt này mà nó rất là tiện nha coi nhá, rất là tiện, mình không cần phải dây dạo thứ gì lằng nhằng. Đấy. Có cái điều khiển này các bác bấm. Đấy, mình đi lại mình cứ cầm mình bấm là xong. Ok luôn. 80.000 một cái bộ đuôi đèn điều khiển nhá. 80k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái này là cái đầu tưới cây tự động này. Lên mã sẽ cái bộ đầu tưới cây tự động nhá. Cái này rất là hay. Đấy. Các bác mua về sử dụng nhá. Thì đây, một bộ nó sẽ gồm có là một cái đầu này này, đấy, một cái đầu này. Đấy, đi kèm với lại cái van này nữa. Đấy thì về các bác lắp vào nhá, lắp vào. Đây lắp đúng như này chưa? Đấy, nó có cái lỗ cắm này, các bác cắm vào đây. Đấy, và cái phần này các bác cho cái chai nước vào đây. Các bác lấy cái chai nước nào được, các bác xoáy cho cái chai nước này vào này, xoáy cho em cái chai nước vào, xoáy vào đấy. Sau đó các bác mở cái van này ra. Ở đây nó có cái van điều chỉnh nha, cái van này là cái van điều chỉnh nước nhá, van điều chỉnh áp nước nó ra nhiều ít thì các bác điều chỉnh ở cái van này. Còn là cái phần này là các bác lắp những cái chai nước, ví dụ chai Coca, chai Pepsi, chai to, chai lớn, chai Lavi. Cái này nó là cái gen phổ thông nhá, những cái chai nước hiện nay ở thị trường là nó lắp vào được hết luôn. Đấy, rất ok luôn. Về các bác cắm trực tiếp vào đất này, sau đó bên trên này cái chai nước ở cái phần đít chai thì các bác cắm cho mấy cái kim vào là các bác xài thôi, rất là hay luôn. Đó. Cái này là cái tưới cây nhỏ giọt các nhá. Đó thì các bác lên mã giúp em sẽ là cái vòi, cái này là cái bộ vòi tưới cây nhỏ giọt nhá. Đấy, về các bác lắp vào cho con chai nước đây, các bác cắm đất và các bác điều chỉnh cái van này, nước nó sẽ ra theo
nhu cầu nhá. Đặc biệt ví dụ các bác hay đi xa nhà hay đi công tác lâu ngày, các bác không để ở nhà chăm sóc cây cối được thì các bác mua cho em cái này về cắm trực tiếp với cái gốc cây. Đấy, bơm thêm ít nước vào cái chai nữa là các bác cắm xuống là các bác xài thôi. Nó ra nó rất là từ từ nhá. Mà nó lúc nào cây cối nó có nước nó cũng xanh tươi ok luôn. Đấy. Thì hôm nay em xả kho luôn cái mã này nhá. Em bán cả một lỗ 10 cái luôn nhá, không bán lẻ nhá, bán cả lỗ 10 cái luôn thì sẽ có giá là đi lên mã em sẽ cái combo 10 cái đầu tưới nhá, combo 10 đầu tưới thì sẽ có giá là đi 50.000 thôi các bác nhá. 50k cho một combo 10 đầu tưới cây tưới nhá. Đấy. Còn nếu mà các bác muốn mua lẻ, em cũng có bán lẻ bác luôn. Bán lẻ thì bên em đang bán lẻ một cái đầu tưới như này thì sẽ là 10.000. Còn các bác mua cả combo giá nó sẽ tốt hơn. Mua cả một combo 10 đầu như này chỉ có 50.000 thôi. Giá rất là tốt. Đấy, rất là hay. Đây. Các bác cùng xem một video thực tế về sản phẩm này. Đây nhá. Đây. Đó, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, đây các bác nhìn này, người ta sẽ cho vào cái chai nước này nhá, cái chai nước. Đấy, sau đó các bác mở cái van này ra, mở cái van ra, các bác cắm đất này thì các bác sẽ điều chỉnh cái van nước nó sẽ ra là từ nhá. Đấy, cái phần trên đít chai thì các bác đục cho mấy cái lỗ nhá để nước nó ra nó sẽ đều hơn. Đấy, ok luôn. Đây các bác nhìn này, đấy nó nhỏ giọt từ từ nhá, thì lúc nào cây nhà mình cũng có nước tưới. Đấy, cũng có nước chăm sóc cho cây rất là xanh tươi, ok luôn, dễ sử dụng mà rất là hay, thông minh nhá. À, một cái combo 10 cái đầu tưới nhà là 50.000 nhá. Thì nếu mà theo các bác nên lấy cả combo giá nó sẽ tốt hơn. Còn nếu mà các bác lấy một đầu thì sẽ có giá là 10.000. Một đầu tưới cây này là 10.000. Còn các bác lấy cả combo 10 đầu thì sẽ là 50.000 nhá. Đầu tưới cây nhỏ giọt nhá, đầu tưới cây nhỏ giọt. Đầu tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng đó là cái thước lỗ ban này. Thước lỗ ban thì hiện tại em đang có hai mã là thước này là thước 5m, à thước 7m này. Một mã là thước 5m này thì hiện tại đang có hai mã nhá. Hàng con này của hãng của Future. Đấy, dòng này cực kỳ ok, về các bác đo đạc các thứ ok. Mặt sau đây sẽ có là lỗ ban này, mặt sau lỗ ban, mặt trước này nhá, số to rõ ràng ok luôn. Đấy, rất ngon lành xịn sò. Đó thì các bác lên mã giúp cho em xem sản phẩm là cây thước lỗ ban nhá. Thước lỗ ban thì hiện tại đang có hai cỡ là một cỡ 5m thôi nhá, 5m và một cỡ 7m rưỡi. Tại vì em báo giá luôn, cỡ 5m thì em đang bán là 40k và cỡ 7m rưỡi đang bán cho bác là đi 50k nhá, 50k một cây thôi. Đấy, dòng thước lỗ ban nhiều bác rất hỏi cái thước này. Đấy, về các bác đo phong thủy thứ rồi. Đấy, vừa đo phong thủy vừa đo chiều dài chiều rộng ok luôn. Đấy, dòng thước của Future kéo rất trơn tru này. Đấy, kéo rất trơn tru, kéo êm du luôn nhá, không dít tí nào luôn. Đấy, thước vào phần phập luôn này, rất ok, chắc chắn lắm. Hàng hãng hàng Future, Future một trong chia thương hiệu của Nhật. Đấy, chuyên về đồ kim khí, đồ cho anh em sửa chữa thợ thuyền rất là nổi tiếng rồi. Đấy. Con này là con 5m này. Đấy, mặt sau có lỗ ban ok luôn. 5m giá 40k, 7m rưỡi giá 50k nhá. Đấy, thước lỗ ban thôi nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái lọ thuốc kiến này. Đấy, nhà bác nào nhiều kiến thì các bác tham khảo cho em con sản phẩm này, cực kỳ nhạy luôn. Đấy, thuốc chế phẩm thuốc kiến rán sinh học. Đấy, về bác nào có nhà có kiến rán ấy, các bác mua này cho em cái lọ này về. Giá bên em đang bán một cái lọ thuốc kiến này với giá là 10.000 nhá, 10.000. Còn nếu các bác lấy 3 lọ sẽ có giá là 20.000 thôi. Giá rất bình dân hạt rẻ luôn. À đây, lên mã em sẽ là thuốc kiến nhá, 10k trên một lọ nhá, 10k một lọ. Lấy 3 lọ nhá, 3 lọ sẽ có giá là 20k thôi. 3 lọ là 20k, dùng rất là hay luôn. Đó, 3 lọ là 20.000. Cái này thì cam kết các bác là diệt kiến 100% luôn. Bác nào mà nhà mà hết không hết kiến, giỏ cái loại này mà không hết kiến thì hoàn tiền lại cho bác 100% về cái giá trị đơn hàng luôn, rất ok. Đấy. Các bác mua về cứ mua về giỏ cho em. Đấy, những chỗ nào nhiều kiến rán là các bác giỏ trực tiếp vào cái chỗ nào mà hang ấy, rồi đến cái chỗ mà đường đi đối lại những chỗ nào nó hay tập trung nó ăn mồn nữa thì các bác giỏ ngay cho em cái dung dịch này vào. Đấy, con này là toàn bộ từ sinh học, từ mật mía các thứ này, rồi từ mật mía mật ong đường những các thứ này. Đấy, thì các bác cứ đây này, nó có cách dùng là nhỏ 5-7 giọt vào đường đi hoặc ấy này, nơi trú ẩn của kiến rán này. Đấy, thì
Cái con này cái hay của sản phẩm này là khi mà nó ăn ấy thì nó sẽ không chết ngay mà nó bắt đầu nó đi về tổ nhá. Nó đi về tổ và những cái con đồng bọn là nó thấy thơm thì nó sẽ lại tập trung nó bâu vào những cái con kia. Và nó bâu con kia thì nó sẽ lây lan ra một loạt cả một cái nó cả một cái hang ổ của nó luôn, là nó sẽ chết là chết hàng loạt và chết chết tận gốc, chết cả hang ổ luôn nhá. Thì rất là hay. Cái này anh em dùng nói chung là dùng là các bác ngày thứ nhất còn thấy kiến đến ngày thứ hai là không thấy một con nào luôn, bóng dáng không thấy con nào luôn, mà nó diệt tận gốc luôn nhá, cực kỳ nhạy luôn. Đấy, thuốc diệt kiến dán nhau nhá. Một lọ là 10k, các bác lấy 3 lọ sẽ là 20 ngàn nhá. Đấy, 3 lọ là 20 nghìn. Thả kho luôn các bác, đó là cái cây chổi lông xù các bác nhá. Lên mã em sẽ là cái cây chổi lông xù hoặc là cây chổi xanh. Cái này thì nó thiết kế là những cái sạng rợi cước này. Đấy, ví dụ như các bác mua về dùng để rửa xe này, rồi là rửa cọ quạt này, rồi là những cái phần khe kẽ nhà mình ấy, các bác dùng để các bác cho vào. Nó cái con này nó có cái phần đầu nhọn này, các bác cho vào nó lọt khe rất là thích luôn. Đấy. Đây em xem có gì để em có cái khe để em cho vào em nhét cho bác coi nhìn hay lắm. Đây là các bạn, đây em sẽ test bác coi này, ví dụ như là nhà các bác mà có những cái phần khe kẽ nó nhỏ nhỏ này một chút này. Đấy các bác cho này vào này. Đấy cho nó vào. Đấy sau đó các bác lại kéo lại này. Đấy nó rất là hay. Thì nó rất là sạch, các bác cọ rửa những cái phần khe kẽ ở bàn ghế này, rồi là đồ dùng nhà mình này, rồi là rửa xe rửa cỗ thứ các bác dùng cái cây này cho em rất hay. Và cái con này nó có thể uốn này. Đấy, nó có thể uốn cong đi rất ok, rồi là nó luồn lách những phần khe kẽ của cái đồ đạc các thứ nhà mình dùng để vệ sinh nhà cửa các thứ ok cho em luôn. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái cây chổi lông xù nhá. Cây này nó dài khoảng tầm 40 cm nhá, dài khoảng tầm 40 cm, khá là dài, cầm hay lắm. Đấy hôm nay em xả kho cái mã này luôn. Cây chổi lông xù sẽ có giá bữa trước đang bán là 60 ngàn, hôm nay em xả kho bác một cái mức giá rất dễ mua. Lên mã em sẽ là chổi lông xù nhá, chổi lông xù màu xanh. Chổi lông xù màu xanh này, giá bữa trước đang bán là 60 nghìn, nay em về cho bác mức giá rất tốt luôn, 30k nhá, 30k trong cái cây chổi lông xù màu xanh này. Đấy nó sẽ xù lông, những cái sợi cước nó sẽ xù ra, các bác dùng để cọ rửa xe, bàn ghế, rồi là đồ dùng các thứ nhà mình. Đấy chuẩn bị rửa ráy các thứ tết nhất này, mua cây này về rất ok, những phần kẽ kẽ nó luồn vào. Đấy nó luồn vào, các bác tuốt vài đường cái nó sạch bong luôn, rất hay nhá. 30k một cây chổi lông xù nhá, dài là 40 cm. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác hàng, đó là cái con máy sấy tóc này, máy sấy tóc của hàng bãi Nhật nhá. Con này thì đây của thương hiệu Chaba này. Đấy, hàng bãi Nhật. Công suất của nó sẽ là 3500W nhá, sử dụng là điện 220. Đấy các bác mua về sấy đồ, sấy tóc nhà mình. Máy chạy cực kỳ khỏe, rất là êm luôn và cái lượng hơi nóng ra rất là khỏe nhá. Đấy, nó sẽ có hai công tắc nhá. Một công tắc chỉnh gió và một công tắc chỉnh nóng này, một công tắc chỉnh gió và một công tắc chỉnh nóng nhá, cực kỳ ok luôn. Đấy, đây. Phần đầu này, phần đầu thổi ra này. Đấy thì về các bác dùng tùy chỉnh thôi. Mình muốn gió nó mạnh thì các bác chỉnh công tắc này, mình muốn cái độ nóng nó ít nhiều thì các bác cứ bấm công tắc cho em là ok. Đấy, sử dụng nguồn sẽ là nguồn 220 nhá. Cắm trực tiếp vào nguồn 220 cho em là các bác xài thôi. Công suất 3500W thì các bác dùng gia đình nói chung là rất là phù hợp. Nó không bị ít, nó không bị nhỏ quá nhá và nó không bị lớn quá. Đấy, nhỏ quá thì các bác dùng không đủ xài mà lớn quá thì mình dùng nó tốn điện. Đấy, nói chung là 3500W là các bác xài gia đình rất là hợp lý rồi. Giá thì hôm nay em cũng xả kho cái mã này luôn. Lên mã cho em sẽ là sản phẩm là cái cây máy sấy tóc nhá. Máy sấy tóc này bữa trước bên em đang bán là 180 nghìn, hôm nay em về đó bác một cái mức giá rất dễ mua luôn, chỉ còn có 130 nghìn thôi, 130k cho một cái máy sấy tóc nhá, 130k một chiếc, 130 ngàn cho con máy sấy tóc, công suất 3500W, sử dụng gia đình rất hợp lý. Đấy, độ nóng cao và lực gió ra rất là khỏe nhá, máy chạy êm ok luôn. Đấy, chắc cầm chắc tay, cầm chắc tay, hàng bãi cầm rất chắc tay nhá. Đấy, cầm chắc nịch luôn đó. 130 ngàn một chiếc nhá, 130 ngàn cho một con máy sấy tóc, hàng rất ok luôn. Đấy, cái này anh em cũng đang xài của tầm hơn 2 năm nay rồi, dùng ok lắm. Đấy, 130 nghìn một cây nhá, máy sấy tóc. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dòng đũa Nhật để các bác chuẩn bị tết nhất này. Đấy, nhà mình tết nhất mình khách khứa nhiều thứ này, cỗ bàn nhiều. Đấy, các bác mua cho em cái vỉ đũa Nhật này về, hôm nay thì cũng có mức giá tốt để các bác cái sản phẩm đũa Nhật này luôn. Bữa trước đang bán là 50 ngàn vỉ, hôm nay em xả kho bán hàng luôn. 50k em giảm luôn cho bác, giá chỉ còn có 30 nghìn thôi, 30k cho một cái vỉ đũa Nhật 10 đô luôn nhá. Đấy, một vỉ đũa Nhật 10 đô mà chỉ có 30 nghìn, giá cực kỳ là tốt luôn. Một vỉ này là 10 đôi và chất liệu đũa này thì nó là dòng đũa sợi thủy tinh nhá. Đấy, nhiều bác hỏi là đũa này thì dùng ok không thì em cam kết bác là dùng cực kỳ ok luôn. Em dùng nha, em cũng dùng khoảng tầm 3 năm nay rồi. Đấy, dùng rất ok mà cái đợt trước là nó rất là đắt ấy. Đợt này nó về nó giá rất là tốt luôn đây. Đũa cực kỳ đẹp luôn này, chất liệu là sợi thủy tinh nhá. Các bác sử dụng không lo nó bị nấm mốc mà không lo nó bị cong vênh. Đầu đũa thì có phần chống trơn trượt nhá. Các bác ngắm miếng đùi là gấp là chúng miếng đùi luôn, không lo trơn trượt nhá. Đấy, một vỉ là 10 đôi, dùng cực kỳ ok luôn. Đấy, các bác mua cho em khoảng tầm mỗi nhà mua khoảng tầm 5-7 vỉ về mình xài dịp Tết nhất này, khách khứa nhiều, nhìn nó đồng bộ, nhìn nó đẹp này, sang trọng và lịch sự. Nói chung là đũa Nhật thì các bác yên tâm uy tín chất lượng rồi.
yên tâm với em là các bác nhận hàng các bác cứ kiểm tra. Đấy, nói chung là cam kết bác là dòng này đũa Nhật xịn mà cầm chắc chắn mà ok, nói chung nó đẹp lắm. Nhìn cái vẻ đẹp bên ngoài, nhìn kiểu nó lịch sự, nhìn kiểu nó sang trọng ạ. Đấy. Đây. Dòng đũa sợi thủy tinh nhá, dùng yên tâm là không lo nấm mốc, không lo cong vênh. Đấy, máy xả khô luôn đấy bác, là chỉ có 30.000 một vỉ nhá. 30k một vỉ đũa Nhật 10 đôi. Đấy, giá tốt, bao giá thị trường luôn. Đấy, mua cho em khoảng tầm 5 7 vỉ mỗi nhà về, mình thay một loạt những hết cái đũa gỗ đi. Đũa gỗ đôi khi các bác dùng hay bị nấm mốc này, hay bị cong vênh cái thứ này, dùng rất là ảnh hưởng sức khỏe đấy, các bác chuyển sang dùng cái đũa này cho em, sạch sẽ, an toàn và ok. Sang trọng, lịch sự, đẹp, chất lượng nhá. 30k một vỉ đũa Nhật 10 đôi nhá, 30.000 một vỉ thôi. Giá rất tốt luôn. Tiếp theo, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bộ mũi khoan đa năng này. Lên mã em xem cái bộ mũi khoan đa năng. Hôm qua giảm cho bác 100.000, chốt liên tục luôn, chốt điên tòi tọi luôn mới nhá. Đấy, hôm nay tiếp tục hàng về nhá, lô mới luôn. Một bộ mũi khoan đa năng 5 mũi. Đấy, 5 mũi hàng bãi Nhật nhá, 5 mũi hàng bãi Nhật đây. À 2 4 tổng là 5 mũi này, sẽ gồm có cho bác là 2 mũi 6 nhá, 2 mũi 6 này. Đây, 2 mũi 6 này, 2 mũi 6 là cái mũi khoan mà phổ thông khoan nhiều nhất này. Tiếp theo là một cái mũi 8 nhá, một mũi 8. Đấy, một mũi 8 này. Một mũi 10 và một mũi này sẽ là mũi 12, là mũi lớn nhất nhá. Mũi này là mũi 12 này. Đấy, phi 12. Đấy, sẽ gồm có tổng là 5 mũi nhá, 5 mũi. Đấy, đây. 6 này, 8 này, 10 này và 12. Đấy, vì em giá hiện tại đây em đang xả kho cực kỳ rẻ luôn, chỉ có 100.000 bộ thôi. Lên mã cho em xem cái bộ mũi khoan đa năng 5 mũi nhá, mũi khoan đa năng 5 mũi, 100k một cái bộ mũi khoan đa năng 5 mũi nha. Cái bộ mũi khoan đa năng 5 mũi này nó hay ở một cái điểm là cái phần đầu của nó là cái đầu nhọn, cái đầu tên lửa này, các bác nhìn này. Cái đầu tên lửa nên khi mà các bác khoan ấy, đặc biệt là các bác khoan những cái phần điều kiện môi trường là ví dụ như là nó trơn trượt như là gạch men các thứ rồi, những cái tường nó trơn. Mà đôi khi các bác dùng cái con mũi khoan tù ấy là không bao giờ là nó bắt vào ngay đâu, nhưng mà con này này các bác nhấp nhả và đều cho em là nó vào rất là ngọt luôn và nó vào đúng cái vị trí mà các bác đánh dấu luôn. Nên là hay ở cái điểm đấy là cái đầu tên lửa này. Đây này. Đấy, khoan rất ok. Cái này em cũng đã dùng rồi. Mà đặc biệt là các bác khoan những cái chỗ tường trơn, đặc biệt là ví dụ như tường gạch men. Đấy. Là cực kỳ ok luôn nhá. Đấy, nói chung là recommend các bác dùng cái con này. Cực kỳ ngon này luôn. Đó, bộ mũi khoan đa năng đang giảm giá sập sàn đấy bác, là chỉ 100.000 thôi. Bữa trước này em đang bán 150 đấy. Đợt này cuối năm xả kho đấy bác, dễ mua luôn. 6 8 10 12 5 mũi nhá, 100.000 một bộ coi nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái bộ thớt Đức này, bộ thớt Đức nhá. Bộ này cũng dùng nhà bếp thì cực kỳ ok luôn. Đấy, dòng thớt Đức hai mặt nhá, một mặt inox và một mặt nhựa. Kích thước của nó sẽ là 42 x 30. Báo giá công khai với các bác luôn là 210.000 thôi. 210.000 cho một con sản phẩm này. Con này thì các bác cầm yên tâm, nặng lắm. Nó phải nặng hơn 2 cân, nặng kinh khủng khiếp luôn. Nặng trịch luôn nhá. Đấy, nặng hơn 2 cân nhá. Nặng dã man luôn. Đấy. Hai mặt luôn nhá, một mặt inox này. Mặt sau là nhựa này. Đấy, mặt nhựa các bác dùng để thái trước các thứ này. Còn cái mặt inox này các bác băm chặt các thứ ok luôn này. Đấy. Logo Wailing này. Đây logo Wailing. Inox 304 nhá, Su 304. Đấy, made in Germany. Có phần quai sách này. Toàn bộ cái phần viền ngoài nó đều được bo một cái lớp nhựa nhá. Đấy, vừa chống sốc này, chống trơn trượt này. Các bác để lên cái phần mặt kính, mặt đá ở cái phần bếp nhà mình nó không lo nó bị trơn trượt nhá. Đấy, cái ma sát, cái ma sát của nó rất là tốt luôn. Cái ma sát rất là tốt nhá, nó không bị xê dịch các bạn. Đấy, vì nó ôm rất là chắc vào. Đấy. Và cái mặt inox này là nó thiết kế theo cái dạng là đây này. Các bác nhìn này, cái vân ngang vân dọc này, các nhìn này, vân ngang vân dọc nhá. Khi mà các bác sử dụng, các bác xài nó không bị ấy, nó không bị trơn trượt nhá, bị trơn trượt. Đó, giá thì quá là hạt rẻ rồi. So với mọi năm thì cái mức giá này các bác rất dễ mua luôn. Bình thường em đang bán năm ngoái rồi, đang bán con này khoảng tầm 350.000 cho đến 370.000 con luôn. Đấy, là đấy, nó về cái lô này giá nó rất là tốt. Nó chỉ có 210.000 thôi. Đấy, và còn hai mặt luôn, hai mặt và kích thước rất là to. 42 x 30 nhá. Các bác tưởng tượng là 42 x 30 nó rất là to. Đấy, to cực kỳ luôn. Các bác chặt thái cái thứ giờ thoải mái. Nhà Tết nhất là lắm công việc. Đấy, mình chặt thái cỗ bàn thứ là con này thì quá ok luôn. Đấy, chỉ có 210.000 thôi. Giá quá hạt rẻ. Bình thường các bác mua một chiếc thớt gỗ là nó đã rơi vào khoảng tầm, có những cái thớt đắt nó rơi vào tầm 500-600.000. Đấy, nhưng con này là thớt inox nhá, hai mặt luôn. Thớt inox các bác dùng rất là sạch sẽ, yên tâm, không lo nấm mốc này, không lo nó bị cặn bẩn mùn miếc các thứ này. Đấy, các bác dùng thớt inox thì quá là sạch sẽ rồi. Đó. 210k nhá, 210k. Lên mã giúp em sẽ là thớt Đức hai mặt nhá. Kích thước là 42 x 30. Đấy, bao ship cho bác luôn. Bao ship tận nhà bác luôn. Giá cực kỳ tốt. Cho bác mang hàng đó là cái con thắt lưng. Đấy, hôm nay về mấy lô thắt lưng hàng Mỹ nhá. Lô thắt lưng hàng Mỹ quá ok luôn. Hiện tại thì bên em về cho các bác được hai mã màu là mã màu nâu và mã màu đen. Đấy thì
báo giá công khai bác luôn. Giá hiện tại bên em đang bán là 180.000 thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là thắt lưng da bò của Mỹ. Đấy, thắt lưng da bò của Mỹ nhá. Dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, da thật 100% luôn. Cam kết bác là da thật 100% và các bác cứ nhận hàng kiểm tra đốt lửa đốt liếc cho em thoải mái luôn. Đây. Con này màu nâu rất đẹp này. Đấy, con này màu nâu. Con đâu, con màu đen rồi nhỉ? Đây con màu đen đây. Đây con này có màu đen này. Mặt thì nói chung là quá là ok luôn. Cái mặt này thì em lựa cái mặt này để nó dễ, các bác dễ sử dụng nhất, vì chủ yếu là tầm khách của em là toàn khách trung tuổi mà, nên là mặt này thì các bác rất là dễ dùng này. Đấy, mặt này nó không bị trẻ quá nhá. Đấy, nói chung là phù hợp với các bác trung niên. Đấy, và mặt này thì em báo luôn thì mặt này nó là con lăn nhá, mặt là con lăn. Cái con lăn này hay của cái con lăn này là các bác không quan tâm là bụng to bụng nhỏ, là các bác có thể đeo vừa hay không, mà các bác chỉnh cái con lăn này là nghĩa là bụng to bụng nhỏ là các bác đều có thể chỉnh hết nhá. Đấy, bụng to bụng nhỏ là các bác đều có thể chỉnh hết. Đấy, nên là các bác yên tâm là bụng to bụng nhỏ là con này nó sử dụng hết này. Đôi khi là ví dụ như là những cái lẫy này, đấy, những cái lẫy hoặc là những cái khuy ấy, các bác cài vào ấy là nó hay bị hụt. Ví dụ như bác nào bụng to quá thì có khi lại không tới, à nó lại bị thừa quá cái phần cái lẫy này, các bác không cài được, cuối cùng cũng không thể đeo được. Hoặc là những cái bác nào bụng nhỏ quá thì lại không tới. Đấy, không tới được cái phần khuy. Đấy, nên là rất là dở hơi. Đấy thì em sẽ nhập cho bác về cái mã con lăn này. Cái con lăn này thì nó lại là không, nó không, thực ra nó không quan tâm đến là bụng to nhỏ, đều đeo được hết nhá. Bụng to bụng nhỏ là đều đeo được hết luôn. Đấy, không quan trọng kích cỡ. Đó, nói luôn là không quan trọng kích cỡ luôn, nên nó rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Đấy thì con này là mặt con này là dây màu đen này, con này dây màu đen. Còn con này là dây màu nâu này. Đấy thì tại bên em đã có hai mã màu là màu nâu và màu đen, còn mặt thì nó giống nhau hết luôn. Đấy, mặt giống nhau hết luôn này. Mặt thì sáng choang như gương luôn nhá, soi gương luôn. À, giá công khai sẽ là 180.000 một sợi nhá. Đấy, dòng thắt lưng da bò, lên mã em sẽ là thắt lưng da bò. Hàng của Mỹ này, đây. Made in USA nhá. Hàng này thì 100% da thật luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra đốt lửa hơi lửa cho em thoải mái luôn nhá. Da thật 100%, cam kết bác luôn. Dùng cực kỳ ok. Cái này này, con này là em đang dùng chắc khoảng tầm là 2 năm nay rồi. Em dùng, chính bản thân em dùng của tầm 2 năm nay rồi. Nói chung là hàng này nó về số lượng ít lắm, nó không về được nhiều đâu ạ. Không về được nhiều đâu. Mỗi lần về chắc được vài chục cái thôi. Đó thì lên mã em sẽ là thắt lưng da bò nâu hoặc là đen nhá. Đấy, 180.000 một sợi này các nhá. 180.000 một sợi này. Hàng của Made in USA. Đấy, bao chất bao xài bác luôn đây. Made in USA này. Đấy, Made in USA nhá. Quá uy tín luôn. Đó, thắt lưng da bò nâu màu đen 180.000 nhá. Thì các bác lấy màu nào thì cứ báo cho em nhá, để em nhặt cho bác màu đấy nhá. 180.000 một sợi thôi. Giá quá hợp lý luôn. Tiếp theo thì về luôn cho bác mã hàng, đó là cái con ví da khâu tay cũng của Mỹ nhá. Đấy, lên mã em sẽ cái ví da khâu tay. Đấy, có hai, cũng hai mã màu luôn, là màu nâu màu đen. Và em báo giá luôn, giá sẽ là 140k cho một cái sản phẩm ví da bò khâu tay nha. Đấy, hai màu. Màu này là màu đen này. Đấy, màu đen đây. Màu đen đây các nhá. Con này thì 100% là hàng khâu tay, dùng cực kỳ ok luôn đây. Đấy. Nó khâu hết viền này, khâu hết viền. Đấy, khâu hết viền nhá. Da của nó thì cũng là da nguyên miếng luôn, Made in USA. Đó, thấy rõ không? Made in USA. Rất nhiều ngăn nhá, thoải mái các bác đựng luôn. Đấy, ngăn trong ngăn ngoài này, các bác đựng thẻ này, đựng căn cước công dân, đựng giấy tờ này. Bên trong là các bác đựng tiền nong, có cả một cái ngăn khóa luôn nhá. Đấy, có cả một ngăn khóa luôn. Hàng này em cũng dùng cùng với lại cái thắt lưng này kìa. Em cũng đang dùng cùng với thắt lưng này các bác nhìn này. Da của nó nguyên miếng luôn nhá. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra đốt lửa hơi lửa cho em thoải mái luôn. Hàng cũng 100% da thật nhá. Con này là màu đen này. Hàng của nó là nguyên hộp luôn, các bác có thể mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng này. Màu đen của đây em lấy cho bác, còn màu nâu. Nói chung là các bác mua con này về yên tâm về chất lượng đi. Em bảo hành cho bác về da luôn, bảo hành 2 năm cho bác về da luôn nhá. Nếu có vấn đề ví dụ da chóc, da nổ cho các bác trả lại luôn, yên tâm đi. Đấy, chuẩn chỉ 100% luôn. Đây, con này con màu nâu, Made in USA nhá, quá ok luôn. Cực kỳ xịn này. Đấy, phần viền này nó đều được là khâu tay hết nhá. Đấy, khâu tay bo chắc chắn chất lượng. Đây em lấy cái con ví của em đang xài này. Đây coi như cái này là em dùng khoảng tầm 2 năm nay này. Cái này thì các bác yên tâm là càng dùng nó càng bóng. Đấy, hay của cái sản phẩm da xịn là các bác cứ càng dùng nó càng bóng mà nó càng đẹp đây này. Made in USA nó vẫn còn tem này. Đấy, thẻ thiết ngân hàng vẫn còn nguyên nhá. Vẫn ngon lành luôn. Đấy, rất nhiều ngăn các bác đựng thoải mái, ngăn thẻ rồi ngăn giấy tờ đầy đủ bác luôn. Đó đây. Khâu tay này. Đấy, càng dùng nó càng bóng nhá, các bác nhìn bình thường này. Thì em không dùng này. Đấy, con này là mới, không dùng thì nó không bóng lắm như con này này. Càng dùng nó càng bóng, nó càng đẹp luôn. Đấy, hàng cứ bao chất bao xài luôn nhá. Hàng này thì hàng da thật 100% nên các bác yên tâm về chất lượng đi, dùng cực kỳ ok. Đấy, nói chung là bỏ ra với cái số tiền chỉ có 140.000 thôi mà xài nó chất lượng thì các bác nên mua. Các bác nên mua. Đấy, con này là con màu đen, con này là con màu nâu như các bác nhá. Đấy thì bên em đang bán đồng giá
là hai mã này sẽ là 140.000 một cây nhá. Đấy, lên mã anh em sẽ là cái ví da khâu tay màu nâu màu đen nhá. Đấy, chỉ 140.000 thôi. Hàng bảo hành da cho bác luôn nhá. Bảo hành bác 2 năm về da luôn. Có vấn đề nổ niếc các thứ là bên em đổi bác luôn nhá. Đấy, vì cái sản phẩm này anh em cũng đã dùng và trải nghiệm rồi. Em thấy rất là ok nên là em nhập về để bán cho bác này. Made in USA này. Đấy, hàng thì số lượng có hạn, nó không có nhiều đâu. Đấy, hàng số lượng có hạn này. Đây này, có cả ngăn khóa, ngăn đồ các thứ đầy đủ hết luôn. Đấy, ngăn khóa để các bác, cái ngăn trong này các bác đựng những cái tiền nong thứ này. Đấy, ok luôn nhá. Đó, cực kỳ nhiều ngăn các bác đựng thoải mái luôn. Đó. Ví da nhá. 140.000 một chiếc nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái bộ dao Gunbo Nhật 7 món nhá. Báo giá bác luôn là 750.000 một bộ này. Đấy, giá này là giá công khai và em nói luôn là bộ này là đối với cái giá này thì em bao giá thị trường luôn, cam kết là rẻ nhất thị trường, không có nhà ai bán rẻ nha em. Nói luôn đấy, bình thường là các bác cứ đi hỏi chán chê, hỏi thoải mái cho em đi. 1 triệu lên 900.000, nói thẳng luôn, không phải là có giá 750 đâu. Đấy, lãi chút ít, lãi tình cảm các bác thôi. Nên là nhà em bán cho các bác với mức giá nó quá là ok luôn. Bộ này thì về các bác dùng thì quá ok rồi. Đấy, bác nào mà có điều kiện thì nói chung là nên mua những cái bộ như này. Đấy, hàng của thương hiệu Gunbo của Nhật nhá. Cực kỳ xịn luôn, mới keng beng luôn. Nguyên hộp, nguyên đa nguyên kiện như này, mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng cho em. Đấy, đóng gói rất kỹ càng nhá, hộp đựng dao này. Đây là cái đế cài này, đóng cực kỳ cẩn thận luôn nhá. Đây. Con này đế cài của nó thì đế cài inox nhá, đế cài inox luôn. Quá xịn này, đóng gói kinh khiếp luôn. Đóng gói này, đóng gói. Đóng gói là không có gì phải chê cả các bạn. Đây là cái đế cài nó ủi, cái đế nặng giá mà. Đây, logo Gunbo này. Đây là cái đế cài nhá, đế cài này. Đó. Tiếp theo bên trong thì là dao, đây là cái hộp đựng dao này. Hộp đựng dao nặng trịch luôn. Giá mà. Đây nhá, sẽ có đầu tiên sẽ gồm là một cái cây kéo này. Một cây kéo này có logo Gunbo này. Đấy, một cây kéo sắc bén. Cây này các bác cắt gà vịt thịt xương, cá mú thứ cho em ok luôn. Đây. Đấy không? Quá ok luôn. Đây, đấy, rồi. Tiếp theo thì là một cái cây liếc mài này. Đây một cây liếc mài. Đây cây liếc mài, dao mà nhụt thì các bác cho đây các bác liếc qua cho em cái sắc luôn. Đấy, đây. Đấy, lúc nào dùng thì các bác bỏ luôn đây này. Đấy, cắm luôn đây này. Đây còn em bày đây để em quay cho bác coi. Con này thì là một cái con dao vừa lọc vừa thái này. Con này vừa lọc vừa thái nhá, con này vừa lọc vừa thái. Con này đây, logo Gunbo này. Logo Gunbo nhá, Joskin Japan này, thấy không? Joskin Japan. Tay cầm làm vân chống nhân trượt này, hàng đúc liền thân luôn, cực kỳ sắc bén nhá. Test ra bác coi luôn. Dòng Gunbo này có yên tâm về chất lượng đi, không cần phải nghĩ luôn. Bác nhìn không? Dã man luôn, đây. Kinh khủng khiếp luôn. Dã man luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra nhá, cẩn thận em nhá. Các bác cầm cũng cẩn thận nhá. Đấy, không phải chửi cái thằng bán dao, mẹ nó bán dao sắc thế. Đây cứ nhìn này. Kinh khủng khiếp luôn. Dã man. Nói chung là bộ này em bán nhiều rồi, nhưng mà có cái là gần Tết em mới bán thôi, chứ còn đợt giữa năm thì bán cho các bác thì thực ra các bác hơi ít mua, nên là chủ yếu bên em bán cuối năm để các bác dùng Tết thôi. Đây con này còn hoa quả này, con này thì cũng không sắc không kém gì con kia luôn. Đấy, con hoa quả này thì cũng quá là sắc luôn. Các bác nhìn này. Dao nó phải như này. Đấy, kinh khủng khiếp luôn. Đấy. Rồi, tiếp theo là một cái bé này, bé vừa chặt vừa thái này, rồi là vừa làm đủ các kiểu này. Đấy, vừa chặt vừa thái vừa băm này, chặt nhẹ là ok. Đấy, cái con này tay cầm thiết kế cái phần tay cầm rất là to, cầm rất là vừa tay nhá. Đây dao thái chết lắc coi, dao chặt nhá, dao chặt này các bác nhìn, dao chặt này kinh khủng khiếp, dao chặt mà nó còn hơn cả dao thái luôn nhá, dã man luôn này. Đấy, kinh. Đấy, con này là con chặt nhẹ này. Tiếp theo là một con chặt chuyên chặt nhá, con này thì chuyên chặt rồi. Con này chuyên chặt, chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương, các bác dùng con này chưa? Đấy, con này thì rất là to. Con này rất to. Đấy, chặt gà, vịt, thịt xương đây. Tiết cho bác con chặt này, các bác cũng choáng luôn này. Đây, còn những con chặt này. Con chặt tiết nó như này thì. Đấy, con chặt này. Đấy, thực ra dao chặt thì tiết giấy nó hơi khó, nhưng nói chung là nó đã khía được giấy này thì nó cũng rất là sắc rồi các bạn. Đấy, rất là sắc rồi. Đấy, đây. Đường giấy đi rất ok luôn nhá. Đây, đấy, con này chuyên chặt thôi nhá. Đấy, tổng quan một bộ này sẽ gồm có là 7 món thôi nhá, 7 món này. Em đã đếm lại các coi nhá. Đầu tiên là một cái giá đỡ này. Tiếp theo là một cái kéo là 2 này, một cái cây liếc mài là 3 này.
một con dao nhỏ con hoa quả là 4 này, một cái cây vừa lọc vừa thái là 5 này, một cái cây chặt băm nhẹ là 6 này, một cái cây chuyên là chặt là 7 này. Đấy, tổng quan bộ dao Nhật 7 cây nha. Với mức giá thì rẻ vô cùng rẻ luôn. Nói chung là cái mức giá này bên em bao giá thị trường luôn. 750.000 bộ nhá, 750.000 bộ và em bao ship tận nhà bác luôn. Bao ship tận nhà bác luôn nhá. Đấy, ưu đãi bao ship tận nhà bác luôn. Chỉ có 750.000 trong một bộ dao Nhật 7 món nha. Đấy, các bác tội gì các bác không mua. Test cho bác rồi, từng con dao một các thứ luôn. Liếc mài kéo cũng ok luôn nhá. Đấy, không gì chê về con này cả. Quá sắc bén, các bác dùng bộ này cho em. Nói chung là bác nào có điều kiện nên mua bộ này nha. Dùng cực kỳ ok. Bền, chất lượng mà cái chất dao của nó thì không có gì phải chê về dòng combo rồi. Quá ok luôn nhá. Đấy, 750.000 nhá, 750.000. Bao ship tận nhà luôn, 7 món. Đấy, có cả giá đỡ đầy đủ luôn. Về là các bác chỉ việc xài thôi. Không cần mua thêm gì cả. Mình dùng là mình dắt luôn lên cái giá đỡ này. Nhìn nó rất là gọn gàng, nhìn cái căn bếp nhìn nó sang trọng lịch sự này. Đấy, dắt luôn lên đây cho em. Dùng đến đâu là mình lôi ra đấy, lúc nào dùng xong là mình rửa giấy mình dắt vào. Rất gọn gàng ok nhá đây. Đấy, khi nào mà dắt vào nó sẽ nhỉ. Quá đẹp luôn này. Đấy, dắt vào sẽ nhỉ. Bóng sáng đẹp luôn. Chung là cực kỳ ok. Đây nhá. Đẹp ok luôn. Chỉ có 750.000 thôi. Bao ship đến tận nhà bác luôn. Bộ dao Nhật 7 món nhá. Đó, chốt đơn luôn các bác ơi. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác nghe, đó là cái bộ dao của Đức nhá. Đấy, bác nào mà không thích dòng của Nhật thì có thể tham khảo dòng của Đức. Đấy, dòng của Đức thì nó rẻ hơn luôn. Nó chỉ có 670.000 một bộ thôi. Và bên em cũng sẽ bao ship cho bác luôn. Thì đây, bộ dao của Đức, bộ này thì hàng của thương hiệu Willing. Đấy, logo hình hai thằng người. Thương hiệu này chắc là nhiều bác biết về cái thương hiệu này rồi. Rất là nổi tiếng rồi, chuyên về đồ nhà bếp của Đức thôi nhá. Đấy, bộ này thì cũng nguyên hộp luôn. Đây, đổi bác coi. Đấy, đóng gói cũng y như bộ kia luôn. Bộ này nói chung là của thằng Đức này nó đang cạnh tranh trực tiếp với thằng Nhật mà. Đấy, hai thằng nó đang cạnh tranh trực tiếp với nhau. Đây, bộ này thì cũng đầy đủ, sẽ gồm có một cái giá đỡ này, cũng 7 món như bộ kia. Đấy, thì bác nào mà kinh tế nó gì, kinh tế nó gọi là thấp hơn một chút thì mình có thể tham khảo bộ này nhá. Đây, logo nổi Willing nha. Đấy, cũng inox 34 nhá, giá đỡ này. Tiếp theo thì đến cho bác là cái khay định dao. Đấy, đóng gói hơn cả kỹ là ông Nhật luôn, dính giếc các kiểu. Đây, đấy, đây là combo này, quá thể luôn đó. Rồi, đầu tiên thì đến luôn cho bác là một cái cây kéo này. Đấy, cây này thì cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương thì cực kỳ ngon này rồi. Đấy, đây logo Willing nhá, made in Germany này. Đấy, có logo dập chìm trên sản phẩm luôn, cực kỳ chất lượng. Con này là cái cây kéo cắt gà, cắt vịt, cắt thịt xương, cắt nhà bếp này. Tiếp theo thì là một cái cây liếc mài nhá, một cây liếc mài. Đây, cây này cây liếc mài quá ok luôn. Đấy, bác nào mà dao nhụt thì các bác lấy cái liếc qua chút nhá. Đây, cắm luôn này. Đấy, cắm luôn đây. Tiếp theo thì là một cái cây dao thái. Cái này thì cũng để chuyên để lọc thái nhá, chuyên lọc thái, chuyên lọc thái này. Logo Willing này. Đấy, logo Willing. Đấy, đây made in Germany nhá, đầy đủ ngon lành luôn. Con này chuyên lọc thái nhá, con này lọc thái thì cực kỳ chất lượng, hàng cũng bao sắc lắm luôn này. Cho bác xem giấy này. Đấy, con này thì không phải chê rồi, dòng Đức thì quá chất lượng luôn. Đấy, cực kỳ ok luôn nhá. Đây, dã man luôn, đường giấy đi mịn mịn không, nhìn này, đường giấy đi mịn mịn luôn, ok. Đấy, dắt vào đây, dùng xong là bác dắt đây. Cây này thì tiếp theo là một cái cây dao gọt hoa quả đây. Con này thì chuyên bác gọt hoa quả. Đấy, đây chuyên bác gọt hoa quả này, con này nhỏ nhỏ gọt hoa quả rất hợp lý luôn đó. Tiếp theo nữa thì là một cái cây dao chặt. Nói chung là bộ này thì nó cũng như kiểu bộ Đức thôi, à bộ Nhật đúng không ạ. Đấy, chặt thì nó sẽ có hai con, một con chặt nhẹ, một con chặt nặng nhá. Đấy, em quay nhanh bác luôn. Đây, con này là con này là con chặt, con này con chặt nặng này, con này con chặt nhẹ này. Chặt nhẹ này nó sẽ mỏng một chút, con chặt nặng nó dày hơn. Đấy, nói chung là hai con chặt, một con chặt nhẹ, một con chặt nặng, một con vừa băm vừa chặt này. Đây đó, logo Willing à, cực kỳ xịn ngon lành nhá. Đó, đây. Đấy, dùng xong rồi các bác cho vào cái giá nha. Đấy, tổng quan bộ sản phẩm đây. Bộ này thì sẽ có giá là 670.000 thôi, 670.000 và cũng bao ship cho bác tận nhà luôn. Có đầy đủ cả giá đỡ thứ đầy đủ luôn, để về các bác sử dụng nhá. Đây, em bày ra đây một lần nữa nhá, các bác coi từng món một luôn này. Đấy, quá uy tín luôn. Đây nhá,
sẽ gồm có các bác là một cái giá đỡ này, một cây kéo cắt và gà thịt xương cắt nhà bếp này, một cái cây lước mài này, một con dao gọt hoa quả này, một cái con dao lọc thái này, một con chặt nhẹ này, một con chuyên để chặt này, chặt nặng, chặt xương, chặt gà, vịt các thứ ok này. Đấy, tổng quan bộ này cũng 7 món, cũng như cục bộ Nhật luôn, bộ này cạnh tranh trực tiếp với bộ Gunbo Nhật này. Đấy. Thì bộ này sẽ có giá là 670.000 nhá, 670.000 cho một cái bộ dao Đức 7 món nha. Và bên em cũng bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy thì các bác tham khảo ưng cái bộ nào thì các bác có thể chốt nhá. Đấy, em báo giá lại lần nữa thì bộ Nhật thì sẽ có giá là 750.000 và bao ship nhá. Còn bộ của Đức thì sẽ có giá là 670.000. Đấy thì các bác cứ cân đối xem ưng cái bộ nào thì cứ báo nha. Thì em sẽ chốt cho bác nhá. Đấy, bộ Đức 670, bộ Nhật 750. Đó. Và tiếp theo đem lên luôn cho bác mang đó cây kéo văn phòng, lên mã sẽ cây kéo văn phòng, em báo giá luôn. Đấy, hàng con này hàng của Asaka Japan, lên mã sẽ cây kéo văn phòng. Kéo văn phòng thì giá bình dân thôi, chỉ có là đi 30k nhá, 30k cho một cây kéo văn phòng này, 30.000 một cây. Cái cây này thì các bác cắt rất là ngọt ngào. Đấy, mua về cho các cháu nhà mình cắt giấy cắt tờ này, rồi các bác mua về để cắt giấy, cắt bưu thiếp, cắt giấy tờ rất ok. Chuyên dùng để dùng cho các bác văn phòng nhá, chuyên dùng cho các văn phòng. Đấy, phần lưỡi kéo nó rất là dài. Đấy, đây Asaka Japan chữ dập chìm thân này. Đấy, dòng thép SK5 nhá, cắt thì cứ bao sắt bao xài bác đi. Đấy, cắt cực kỳ ok đây, các bác nhìn cắt này. Đấy, thấy không, cắt rất ngọt nhá. Đấy, đặc biệt là bác làm văn phòng cắt giấy tờ các thứ bìa bổng là ok luôn này, rất ngọt ngào nhá. Đấy, thấy không, quá ok luôn. Đấy, ngon là cái nào luôn nhá. Đó, lên mã em sẽ mở mấy cái cây kéo văn phòng nhá, bên em đang của bác là 30.000 một cây nha, 30k cho một cây kéo văn phòng nha, hàng của Asaka Japan, hàng này hàng mới nguyên vỉ luôn nhá, mới nguyên vỉ luôn, cực kỳ ok luôn đấy. Đấy, 30.000 một cây. Tiếp theo, nhiều bác hỏi bên em còn bán tất chân không thì em báo luôn là còn đúng không nhá, còn tất chân còn rất là nhiều để phục vụ bác luôn. Đấy, hiện tại em đang có cái dòng tất chân của Nike này. Đấy, tất chân của Nike thì hiện tại bên em nó có hai màu là màu đen và màu trắng nhá, màu đen màu trắng thì các bác cứ lấy màu nào thì báo nha, bên em sẽ nhặt cho bác màu đấy. Đấy, báo màu trắng lấy màu trắng, báo màu đen lấy màu đen. Bán thì bên em sẽ bán theo lố nhá, bán cả một lố luôn không tách lẻ nhá, bán cả lố luôn không tách lẻ thì bên em đang bán là một lố 10 đôi nha. 10 đôi tất Nike nhá, 10 đôi thì sẽ có giá là 90k nhá, chỉ có 90k thôi, tính ra là vào có 90.000 một đôi. 9.000 một đôi. Bình thường là các bác ra quán xá là người đang bán là khoảng tầm 15 đến 20.000 đôi luôn đấy. Đấy, nhưng bên em đang bán là chỉ có 90.000 thôi, dòng tất của Nike. Dòng này thì các bác yên tâm về chất lượng đi. 85% của nó là cốt tông, đi cực kỳ là mát và thoáng chân luôn, đi không bị hôi chân nhá. Đấy, đi không bị hôi chân đây. 85% là cốt tông này. Đấy, đi không bị hôi chân, không bị thối chân nhá, đi rất là mát, thoáng. Đấy, và cũng đủ cái độ dày để giữ ấm đôi chân các bác nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Đây, bên ngoài này, cái đường tất nó rất là mịn này. Đó, rất là mịn luôn nhá. Logo Nike này. Con này là dòng tất cao cổ nhá, nó đi lên thì nó sẽ quá mắt cá chân một chút các ạ. Đấy, quá mắt cá chân một chút. Lên mã em sẽ là sản phẩm là lố tất của Nike 10 đôi. Đấy, lố tất 10 đôi của Nike thì đang có giá là đi 90k một lố nhá, 90k một lố. Thì hiện tại em đang có hai màu là màu đen và màu trắng nhá. Đấy, thì các bác lấy màu nào thì các báo nha. Màu đen, màu trắng bán đồng giá là 90.000 cho một lố nhá, bán cả một lố luôn. 90.000 một lố 10 đôi. Đấy, 90k một lố này. Một lố 10 đôi sẽ có giá là 90k cho một lố nhá, 90k một lố thôi. Giá rất bình dân. Nói chung là các bác mua cả lố về mình dùng xài cả năm. Đấy các bác, Tết nhất nơi rồi. Mình mua về, đấy Tết nhất mình đi ok luôn nhá. Đấy, rồi các bác mua về mình đi ở nhà thứ giờ đi nó ấm chân. Đấy, đang mùa đông lạnh lẽo các bác đi nó ấm chân này. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái bộ kéo cắt tóc này. Nên em sẽ cái bộ kéo cắt tóc nhá. Bộ này thì cực kỳ uy tín luôn. Đấy, về các bác dùng để cắt tóc cắt tai. Đấy, ok luôn. Một cái bộ kéo cắt tóc này sẽ gồm có bác là hai cây nhá, một cây kéo cắt thường và một cây kéo cắt tỉa này. Hàng này thì của thương hiệu Kai có nhá, của thương hiệu Kai Japan. Đây của Kai. Đấy, Kai Japan này, con này là con kéo cắt thường nhá, con kéo cắt thường. Ngoài ra thì có một cái cây là con cây kéo cắt tỉa này. Đấy, hàng này thì cứ bao chất đi, có yên tâm về chất lượng dùng ok lắm. Đây. Đấy, con này con kéo cắt tỉa này. Đấy. Con này chuyên để bác tỉa tót này. Đấy, tỉa tót ok luôn. Hàng cũng của Kai Japan nhá. Hai cây nhá, một bộ là hai cây. Và có đi kèm cho bác là một cái bao đựng này nữa. Đấy, chống sốc, chống bị vinh kéo thứ này, chống rơi kéo vinh kéo này. Đấy, một bộ hai cây này. Giá đây em báo giá luôn, lên mã sẽ là phẩm là cái bộ kéo cắt tóc nhá. Đấy, bộ kéo cắt tóc. Bên em đang bán một bộ kéo cắt tóc này với giá sẽ là 140.000 một bộ nhá. Đấy, bộ kéo tóc nhá. 140k.
cho một cái bộ kéo tóc nha, chỉ có 140.000 thôi, giá rất là bình dân luôn, 140k một bộ nhá, là bao gồm là hai cây nhá, bao gồm là hai cây đấy, hàng của Kai. Bình thường các bác mua bình thường ở những cái quán thứ đang bán 500-600.000 bộ đấy, bên em ôm lô được cái hàng này, thanh lý xả kho đấy, bán nhanh lắm luôn, chỉ có 140.000 bộ thôi đấy, của thương hiệu Kai Japan nhá, bộ kéo tóc hai cây đấy, có đi kèm đó là cả một cái vỏ đựng này nữa các bác nhá, vỏ đựng bằng da xịn sò ngon này luôn. Đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con Batsen Massage, à xin lỗi bác, là Batsen Inox này, cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã hàng này đấy, nó sau một thời gian mà lắng chìm, hôm nay thì em nó tiếp tục về đấy, tiếp tục hàng về, hàng của hiệu Osaka Japan nhá, dòng Batsen Inox đấy. Một bộ này thì em báo giá luôn, giá tại vì em đang bán một cái bộ Batsen Inox này với giá chỉ có 110.000 bộ thôi, lên mã em sẽ cái bộ Sen Inox nhá, Sen Inox đấy, đang gửi bác là 110.000 bộ này đấy. Một cái bộ sản phẩm này sẽ bao gồm cho bác đầy đủ như sau, đầu tiên sẽ gồm có là một sợi dây này dài 1,5 m nhá, dây sẽ là dây inox, dây chống cọp, chống rối, chống gãy này đấy. Tiếp theo cho bác là một cái bát sen inox rất dày nhá, nhìn này đấy, inox rất là dày luôn đó, inox cực kỳ dày. Cái gen này của nó sẽ là gen 21 nhá, đấy, gen 21 SU304. Cái này thì 100% inox, các bác cứ nhận hàng kiểm tra test 500 cho thoải mái luôn đấy, hàng của thương hiệu Osaka Japan đấy, sáng bóng ok luôn đấy. Tiếp theo nữa thì là đi kèm thêm cho bác nữa là một cái giá đỡ này đấy, một cái giá đỡ đi kèm đấy, giá đỡ cũng bằng inox luôn nhá, giá đỡ bằng inox luôn, và có kèm thêm cho bác là cả ốc vít luôn nhá đấy, có kèm thêm bác là cả vít nở này luôn đấy. Về các bác chỉ việc là khoan lỗ, sau đó các bác bắt cái giá đỡ này vào và các bác kết nối với cái bộ sen này với nguồn nước và các bác sử dụng thôi, rất ok. Riêng những cái sản phẩm mà dòng sen inox bên em bán thì cực kỳ nhiều rồi đấy, có những bác lấy đến khoảng tầm 20 bộ luôn đấy. Bác nào hay đi làm công trình chắc bác biết về cái mã sen inox nha, cực kỳ chất lượng và nói chung là không gì phải chê về cái bộ sản phẩm này đấy, bán siêu nhiều luôn nhá. Thì hôm nay tiếp tục hàng về, bác nào bữa trước chưa mua được đấy, chưa chốt được thì hôm nay các bác vẫn còn nhu cầu thì bác tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá, số lượng hạn không nhiều đâu, chắc khoảng tầm vài chục bộ thôi đấy, không nhanh lại hết đâu các bạn đấy. Bữa trước cực kỳ là nhanh hết luôn, về chỉ có trong vòng một video lên cái hết sạch luôn đấy. Hôm nay tiếp tục hàng về nhá, thì bác nào chưa tranh thủ hôm nay chốt nhanh luôn nhá. Một cái bộ sản phẩm bao gồm là đầy đủ full combo từ giá đỡ này, ốc vít này, cho đến dây dẫn nguồn này, rồi là bát sen, đầy đủ một bộ này về là các bác lắp đặt và là chỉ việc xài thôi, không cần phải mua thêm gì cả, nhỏ từ những con ốc vít đi là có đầy đủ hết luôn nhá, với giá là sẽ là 110.000 một bộ này nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ sen inox, hàng bãi Nhật nhá, của thương hiệu Osaka Japan đấy, inox 100%, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em đấy, test 500 cho em thoải mái nhá. Inox là từ đầu đến chân luôn, từ dây này cho đến bát này, cho đến giá đỡ thứ là 100% bằng inox 304 luôn nhá đấy, 110.000 bộ thôi, giá nó cực kỳ là phải chăng mà sản phẩm dùng rất ok luôn. Đây các bác cùng ngắm lại em nó này, nói chung là siêu phẩm luôn, cực kỳ đẹp mà nói chung là cực kỳ chất lượng, dùng con này thì các bác yên tâm là dùng thì siêu bền rồi, chắc là dùng cả vài chục năm luôn đấy, hàng bãi Nhật thì cứ yên tâm về chất lượng nhá, quá ok luôn, đầy đủ full phụ kiện là 110.000 một bộ đâu nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ sen inox nhá, 110k một bộ này đó. Sau đó tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con mã dao chặt C2. Lên mã em sẽ cái cây mã dao chặt C2 này, tiếp tục hàng về nhá. Cây mã dao chặt C2 này thì em báo giá luôn đấy, hôm nay em cũng lên về cái lô này, lô mới em cũng thanh lý xả kho luôn bác. Lên mã em sẽ là cân dao chặt C2, bữa trước đang bán là 170.000, hôm nay em về đó một cái mức giá vô cùng là tốt luôn, giá sẽ chỉ còn là 140.000 nhá, 140k cho một con dao chặt C2 này, chỉ có 140.000 thôi một con dao chặt. Con này nó của thương hiệu Seki đấy, Seki Japan nhá, Seki Japan. Con này các bác chặt thì nói chung là chấm hết đi, không gì phải chê cả luôn. Đây Seki Japan, chữ dập chìm thân này, hàng made in Japan đó, chữ trên thân luôn nhá. Hàng nó thì sẽ là hàng sống dao liền thân, các bác dùng những con sống dao liền thân này các bác dùng nó rất là chắc chắn mà dùng yên tâm, dùng nó bền đấy, mà khi mà các bác chặt nó yên tâm, không lo bị long chui long cán nhá. Hàng sẽ là tay cầm ốp gỗ 3 đinh tán nữa nhá, ốp gỗ 3 đinh tán luôn, cực kỳ xịn sò con này, liền thân luôn đấy, lưỡi bản lưỡi rất to, các bác chặt rất đầm tay đấy, đặc biệt là cho chị em phụ nữ cầm con này rất là vừa vặn này đấy, con này nặng khoảng tầm 5 lạng nhá đấy, chị em phụ nữ cầm này rất là vừa. Hàng này cứ bao sắc bao sáng luôn đi, chặt thịt gà thì vịt thịt xương sáu thứ ok cho em luôn đấy, nói chung là chuyên dùng để chặt nhé, chuyên dùng để chặt mà đặc biệt là dùng cho các chị em phụ nữ, con này cầm rất vừa tay luôn đó. Lên mã em sẽ con dao chặt C2 nhá, dao chặt C2 hôm nay em xả kho bán nhanh đã luôn, giá chỉ có 140.000 một cây thôi, 140.000 một cây. Cái bản lưỡi nó khá là to nên các bác chặt nó rất là ok đấy, chặt nó rất là đầm, nói chung cầm rất đầm tay nhá. Đây
Đấy, có phần lỗ đeo này, ok luôn. Đấy, con dao chặt C2. Đấy, các bác mua về sử dụng đợt cuối năm này, chặt gà, chặt vịt, chặt thịt, chặt xương. Con này là dòng thép SK5 nhá, dòng thép không gỉ nên là các bác dùng rất là yên tâm, sạch sẽ, an toàn, ok. Đó, dao chặt C2 nhá, của thương hiệu Seki Japan, Made in Japan. Đấy, giá hiện tại bên em đang gửi bác một cây này với giá chỉ có 140.000 một cây thôi. Bác cứ nhận hàng kiểm tra hàng bao sắc bác luôn, sắc bén lắm. Đấy, lưỡi dao rất là sắc luôn nhá. 140k, giá quá tốt luôn. Sau bút lông Thiên Long thì hàng mới shop tiếp tục về nhé. Hiện tại đang có hai mã là mã màu đỏ và mã màu xanh. Đấy thì các bác lấy mã nào thì các bác cứ nha. Đấy thì bên em sẽ báo giá luôn. Đang bán một cái hộp 10 bút nha, với giá sẽ là đi 50k nhá. Còn nếu các bác mua lẻ thì bên em sẽ bán lẻ theo hình thức là 3 cây một nhá. 3 cây. 3 cây bút thì sẽ có giá là 20k. 3 cây bút là 20k. 3 cây bút lông dầu thì sẽ có giá 20k, còn nếu các bác lấy cả hộp 10 cây nhá, 10 cây thì sẽ có giá là đi 50k nhá. Đấy, nói chung là lấy cái hộp thì giá sẽ tốt hơn. Đấy, còn tùy nhu cầu. Đây bút này em cũng bản thân em đang dùng, em đang viết. Đấy, mực ra rất là đều, rất ok nhá. Cái này bán nhiều mà cũng nhiều bác hỏi lắm. Đấy, nhiều bác hỏi, nhiều bác thích viết cái như bút này. Đấy, nó cầm nó to tát này. Đấy, con này là màu đỏ này. Đấy, con này là con màu xanh này. Đấy, dòng bút này là bút của Thiên Long nhá, bút của Thiên Long nên là cũng yên tâm. Đấy, bút của Thiên Long. Đó. Màu xanh nhá và màu đỏ nhá thì sẽ bán theo hộp hoặc là bán theo combo là 3 chiếc một, cả một cái hộp 10 chiếc bút lông dầu nha thì sẽ có giá là 50k. Đấy, và nếu mà các bác mua lẻ 3 bút một nhá, 3 bút một thì bên em đang bán là 20k cho combo là 3 chiếc bút nhá. Đấy, tùy nhu cầu mình có thể mua lẻ là 3 cái hoặc mua cả một hộp 10 cái về xài dần. Nói chung là em theo em là các bác nên mua 10 cái một. Bình thường là em ra cửa hàng hiệu người đang bán một cái hộp như này nó rơi khoảng tầm là có những cái chỗ người đang bán 100.000, có những chỗ người đang bán ít cũng phải 80-90.000 hộp luôn, thật luôn. Không phải là có giá 50.000 đâu, giá 50.000 giá rất là tốt luôn đấy. Sau đó tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây nhíp kẹp này. Nhiều bác hỏi là bên em còn cái cây nhíp kẹp không thì em nói luôn là bên em còn rồi nhá. Còn và giá thì cũng rất là tốt. Giá này gọi là bán lãi tình cảm thôi. Lên mã em sẽ cái cây nhíp kẹp nhá, nhíp kẹp này. Nhíp kẹp này thì sẽ có giá là đi 15k một cây nhá. 15k cho một cây nhíp kẹp này, chỉ có 15.000 thôi. Giá nó rất là bình dân. Đây. Một cây nhíp kẹp dùng rất ok luôn. Đấy. Cái hay của cái cây nhíp này thì nó là cái phần đầu nó rất là nhọn này. Đấy, cái phần đầu rất là nhọn nhá, cái đầu nó nhọn nhọn hơn cả kim luôn. Đấy, nên là ví dụ như là những cái chi tiết nhỏ, những cái chi tiết nhỏ như là linh kiện hay thứ gì là con này nó có thể gấp thoải mái này. Đây này. Về tút này, hàng này hàng của hãng luôn nhá, hàng hãng luôn đấy. Đây ví dụ như là những cái sợi nó rất là nhỏ nhỏ này. Là con này có thể gắp luôn này, thấy không? Đấy, gắp luôn nha, ngon lành luôn. Đấy, những cái sợi nhỏ nhỏ đúng như sợi tóc cũng có thể là gắp ok luôn. Đây. Đây thì em lấy cho bác những cái mảnh mảnh nhỏ này. Đây ví dụ như là một cái mảnh nhỏ như này này. Đấy, một cái mảnh nhỏ nó nhỏ tí như kiểu là cái linh kiện điện tử này thì cũng có thể gắp ngon lành luôn nhá. Đây con thấy không? Đấy, gắp ngon này một cách ngon lành luôn. Đó, về các bác dùng để bác nào hay làm đồ điện tử rồi hay cần một con nhíp này để các bác gấp chân linh kiện, gấp những cái con linh kiện nhỏ nhỏ xíu này, các bác hàn hiếc thứ rồi thì các bác có cái này các bác cố định rất tiện dụng luôn nhá. Rồi là sử dụng trong rất là nhiều việc luôn. Đấy. Và các bác dùng cũng nên cẩn thận nhá vì cái phần đầu rất là nhọn này. Đấy, trong may nó có đâm xước sát rất là nguy hiểm nhá. Đấy thì em cũng nói luôn là cái phần đầu rất là nhọn luôn. Đấy, nhưng mà bù lại thì cái đầu nhọn này thì các bác sẽ gấp được nhiều những cái đồ vật, nhiều những cái chi tiết nó nhỏ nó dễ. Đấy. Con kẹp nhíp của Vtut nhá. Đấy, con kẹp nhíp này thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 15k một cây nhá, 15k một cây thôi. Đấy, 15.000 một cây kẹp nhíp này. Về các bác sử dụng để gấp linh kiện các thứ rồi, sử dụng trong rất là nhiều việc luôn. 15k nhá, một cây kẹp nhíp. 15k. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã máy tính nhá. Em báo giá luôn. Giá hiện tại em đang bán là 70.000 cho một chiếc máy tính nha, chỉ có 70.000 thôi, giá rất bình dân. Mua về cho các bác tính toán cửa hàng cửa hiệu này, đấy, tính toán số liệu rất ok. Rồi là ví dụ như là các cháu nhà mình học tập này, đấy, học tập các thứ thì mua về nhá. Con này này hay của sản phẩm này là nó dùng pin tiểu, dùng pin tiểu về các bác lắp cái viên pin tiểu này vào là xài thôi, không cần vì những cái pin cao sang, pin nọ pin kia gì, đấy, nó rất là khó kiếm thì đây cái pin cũ áo này cửa hàng người ta bán đầy mà, đấy, về các bác lắp vào lên luôn, rất nhạy luôn. Và cái ưu điểm của cái sản phẩm này là cái bàn phím đấy, các bạn nhìn này, nó rất là lồi lên mà khi mà bấm nó rất là sướng, bấm sướng mà bấm nó rõ ràng, nó không bị lệch số, nó không bị dính số với nhau ạ. Đấy, đây 1 này, 2 3 4 5 6 này, 7 8 9, cái này có nhắm mắt và bấm luôn. Tại vì cái bàn phím nó nổi này, bấm rất thích luôn, bấm nó ăn được phím nào ăn phím mấy luôn. Đấy, đây các bạn nhìn này, đấy, bấm rất sướng luôn. Đấy, quan trọng là bấm nó sướng, bấm nó nhanh các bạn, tính nó nhanh. Mình đôi khi tính toán nó lắm lúc nó vội rồi. Cửa hàng hiệu đông người đông khách rồi, các bác bấm nhá. Đấy, có cả căn bậc 2% thứ rồi cho các cháu nhà mình học tập ok luôn, sáng tạo này.
rồi là các bác ở cửa hàng tính toán ngoài luôn đấy, bàn phím đổi ưu điểm rất ok. Giá em báo luôn là 70.000 một cái nhá, lên mã cho em sẽ chiếc máy tính 70.000 một cái máy tính nhá. Về các bác tính toán số liệu thống kê là ok, 70k một cái. Tiếp theo thì một cái sản phẩm cũng rất nhiều bác mong đợi, đó là cái ổ hẹn giờ nhá. Ổ hẹn giờ đây em báo giá luôn này, anh em đang gửi bác một cái ổ hẹn giờ là 50.000 một ổ nhá. Đấy, 50k một cái ổ điện hẹn giờ này. Đấy, 50k nhá. Đấy, nó gọi là cái ổ nguồn hẹn giờ. Đấy, ổ nguồn và có chức năng là hẹn giờ nhá, và nó khi mà hết cái giờ đấy là tự động sẽ tắt. Thì đây, cái này thì về các bác dùng nó nhiều thiết bị, ví dụ như là các bác sạc những cái bình ắc quy đời cũ ấy thì nó không có chế độ tự ngắt ấy, thì các bác có thể dùng cái ổ này để các bác cắm vào, sau đó là các bác bấm thời gian này. Ở đây nó sẽ có là 12 tiếng này, 8 tiếng này, 4 tiếng này. Đấy, thì rất là ok nhá. Về các bác sử dụng để các bác hẹn giờ, để khi mà nó hết cái giờ đã tự động ngắt nhá. Thứ nhất là nó an toàn, không gây cháy nổ này, không gây chập cháy này. Đấy, ví dụ các bác có sạc bình ắc quy nhiều khi là, hoặc là các thứ giờ các bác để mà chẳng may là các bác để nó quá giờ, nó nóng có thứ giờ là nó rất hay bị chập cháy, bị nổ nhá. Thì con này rất là dễ xài thôi. Một cái đầu nguồn này các bác cắm trực tiếp vào trong cái nguồn điện 220 cho em. Đấy đi, và các bác còn cái nguồn còn lại các bác kết nối với lại cái nguồn mà các bác cần xài. Đấy, sau đó là các bác bấm nút cho em. Đấy, bấm nút đầu tiên nó sẽ lên là số 4 này. Bấm nút số 2 nó sẽ lên là số 8, thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở số 8 này. Bấm một lần nữa này, nó sẽ hiện lên số 12. Thì hiển thị là trên số 12, tức là tương đương với lại 12 tiếng nhá. 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng nhá các bác nhá. Và các bác bấm một lần nữa thì nó sẽ ra điện liên tục luôn. Cái này thì nó, nếu mà nó sáng ba cái đèn này thì là điện sẽ vào liên tục nhá, không tự ngắt. Còn nếu mà các bác bấm mà nó chỉ hiện một số này, hiện một cái đèn ở từng số một thì là hiện tại là đang ở cái số đấy, là trong bằng đấy giờ, là nó sẽ tự động nó tắt đi nhá, tự động nó sẽ ngắt cái nguồn điện nhá các bác nhá, tự động ngắt nguồn điện. Đấy, thì về cái này nó xài cho khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy, đây cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó này. Hàng này thì cái công suất tối đa để mà khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này thì từ 500W trở về nhá. Đấy, các thiết bị điện từ 500W trở về là các bác xài ok. Còn nếu mà trên 500W mà xảy ra tình trạng cháy nổ thì bên em chịu nhá, không bảo hành cho bác đâu. Còn ví dụ như các bác cắm các thiết bị là từ 500W là hoạt động thoải mái luôn. Nói chung là nó nếu mà các bác xài gia đình thì cũng không có quá nhiều thiết bị nào mà nó quá 500W đâu mà. Đấy, những cái thiết bị mà gia dụng như là quạt quậy các thứ giờ thì nó thường chỉ tầm vài chục watt cho đến 100W thôi, chứ không có nào lên đến 500W, trừ khi là các bác xài những cái dạng bếp từ hoặc là nồi cơm thì chịu. Đấy, còn ví dụ như các bác xài những cái sạc bình các thứ giờ hoặc quạt quậy thì cũng thoải mái quá nhá. Đấy, từ 500W trở về nhá. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái ổ nguồn hẹn giờ này. Các bác cứ lên mã em sẽ là ổ nguồn hẹn giờ. Hẹn được là 4 tiếng này, 8 tiếng và 12 tiếng nhá. Đấy, sau những cái giờ này thì các bác bấm ở giờ nào nó sẽ sáng giờ đấy và tự động sẽ ngắt đi nhá. Đây là rắc nguồn vào, đây là rắc nguồn ra, và đây là cái nút bấm ở trên thân của nó, rất ok luôn. Cái này thì bên em đợt vừa rồi em bán cực kỳ nhiều và cháy hàng luôn đấy, và lâu lắm nó hàng có hàng trở lại này. Đây nó có cái đồng hồ hẹn giờ em đấy, 50k một cái nhá. Các bác cứ lên mã nhá, sẽ là cái ổ hẹn giờ đấy. Đang gửi bác là 50.000 một cái ổ điện hẹn giờ nhá, 50.000 một cái. Đây, kính lúp hàng vừa về để phục vụ các bác này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là kính lúp có đèn báo nhá. Kính lúp có đèn báo em báo giá luôn. 50.000 một cái kính lúp nha. Đấy, chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, thì con này nó sẽ có tích hợp cả cái đèn báo. Thì về khi mà các bác muốn xài cái đèn báo này thì về các bác lắp cho em là 3 viên pin nhá. Nhớ giúp em là 3 viên pin con thỏ, cái pin cái pin 1.5V 3 chữ A, các bác lắp cho em 3 viên pin vào nhá. Đấy, 3 viên pin vào. Đấy là các bác xài thôi. Cái này thì bên em bán chỉ có nguyên kính không nhá, không có kèm pin đâu. Thì về các bác tự mua pin lắp vào. Cái giá này là giá chỉ có nguyên kính không thôi, không kèm pin. Đấy, nhớ cho em là chỉ nguyên kính không, không kèm pin nhá. Đấy, tránh tình trạng là đến nơi các bác bảo là không thấy pin đâu. Thì em báo luôn là bán chỉ có nguyên kính không thôi. Giá của nó sẽ là 50.000. Thì đây nó có đèn báo chợ sáng này. Đó, thấy không? Nó có cả một cái đèn chợ sáng. Đấy, ở đây nó công tắc nhá. Lúc nào mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì các bác tắt đi, rất ok luôn. Đấy, rất tiện dụng là nó có tích hợp cả cái công tắc ở đây. Đấy, con này là nó có cả hai đèn luôn, hai kính luôn, một kính nhỏ này và một kính to này, và kính này thì nhìn cực kỳ rõ luôn. Đây, để em soi bác coi này. Đấy, kính nhìn rõ lắm. Đây này, đấy, kính nhìn rõ cực kỳ luôn. Đây, để em test cho bác coi nhá. Con này nó phải lấy nét là cái điện thoại cơ. Đấy, lấy nét là cái điện thoại cơ thì nhìn nó mới ok được. Cái này là do cái điện thoại, chứ còn bình thường các bác nhìn ở mắt ngoài là rất là rõ luôn đấy.
Đấy. Đây em sẽ test ba con này. Đấy đây. Dí với cái là nét cứng luôn nhá. Đó đây bỏ ra tái chữ nhỏ tí này. Đó đây không? Nét ok luôn. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng các bác nhá. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng. Và con này rất là hay, nó có cái đèn báo này em tắt đi này. À, cái đèn trợ sáng này. Tay cái tối om nhá, bật lên cái này. Đấy, đấy, khi mà ví dụ như những cái lúc mà trời tối các bác muốn soi chét những cái đồ các thứ của mình. Đấy là nó có một thêm những cái đèn trợ sáng này, ba đèn luôn. Là nó hỗ trợ các bác soi sáng các thứ giờ để các bác soi cái kính đúp này vào rất ok. Đấy, soi vào những cái đồ vật thiết bị thứ nhà mình là rất ok luôn. Giá thì em báo giá luôn 50k nhá, 50k thì vẫn giá bình ổn bác luôn từ bữa trước đến giờ. Đấy, vẫn là 50.000 nhá. Lên mã em sẽ là kính lúp có đèn trợ sáng nhá, kính lúp có đèn trợ sáng thì giá sẽ là 50k. Và em báo luôn là kính này là giá này là không có kèm pin nhá, về là các bác tự mua pin lắp nhá. Còn bên em bán là chỉ nguyên kính không thôi, là 50.000 cho một chiếc kính lúp nhá, có đèn trợ sáng nhá, và hai kính này luôn, hai kính, một kính to kính nhỏ luôn, là 50k một chiếc nhá, kính lúp có đèn báo. Đó là cái mã bóng đèn 3W nhá. Tiếp tục về số lượng lớn để phục vụ các bác này. Đây, sản phẩm này thì sẽ có công suất là 3W nhá, và ánh sáng của nó sẽ ánh sáng màu trắng. Sử dụng điện sẽ là điện 220 và cái đuôi của nó sẽ là cái đuôi xoáy phổ thông nhá. Đấy, sử dụng dòng chip LED siêu sáng rất là tiết kiệm điện. Các bác dùng những cái con bóng đèn 3W này thì cái công suất nó rất là nhỏ nên là cái tiền điện nó hết rất là ít các bạn. Đấy, nên là phù hợp các bác, ví dụ các bác lắp ở ngoài cổng này, mình có thể lắp ở chỗ cầu thang, đường đi lối lại, nhà vệ sinh, lắp những khu vực mà không cần quá nhiều ánh sáng, mình cần ít cái ánh sáng thôi. Đấy, gọi là có bóng đèn thôi là ok, là các bác xài con này cho em rất hợp lý này. Đấy. Công suất rất là nhỏ nên là tiêu thụ lượng điện năng rất là ít, là nên các bác xài rất là tiết kiệm điện nhá. Công suất 3W thôi nhưng mà cũng khá là sáng đấy các bạn. Đây em sẽ cắm test bác con này. Khá là sáng đấy nhá. Đấy. Đây đang lỏng ổ điện. Đây em cắm test bác nhá. Nó khá là sáng đấy. 3W thôi nhưng mà rất là sáng. Đây. Đây các bác nhá. Đấy, 3W thôi nhưng mà cũng rất là sáng đấy. Đó thì ở đây. Đấy. Nó khá là sáng đấy nhá. Đó, về nói chung là phù hợp các bác sử dụng lắp đặt nhiều vị trí khác nhau nhá, mà cái công suất nhỏ tiết kiệm điện. Đó thì em hôm nay em báo cái giá xả luôn này. Bữa trước quả này đang bán là 15.000 một quả nhá, hôm nay em về với bác mức giá rất dễ mua luôn. À, lên mã giúp cho em sẽ là bóng đèn 3W nhá. Giá của nó sẽ là đi 5.000 một quả nhá, chỉ có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5k một quả bóng đèn 3W này. Đấy, 5.000 một quả bóng đèn 3W nhá, chỉ có 5.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy thì chắc là cũng nhiều bác quan tâm đến cái đuôi đèn mà em đang xài nhá, thì đây. Cái đuôi này này em giới thiệu luôn. Đấy, cái đuôi này về các bác xoay bóng vào này. Và các bác có thể bẻ ngang, bẻ dọc, bẻ các hướng các kiểu này. Và các bác có thể bật công tắc lò xo ở đây luôn. À, bật cái công tắc bật tắt đây luôn, rất tiện dụng nhá. Đấy, đây, rất tiện dụng luôn này. Thì cái đuôi này bên em đang gửi bác giá của nó sẽ là 30.000 một cái. Thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo nhá. Thì các bác có thể mua kèm thêm. Cái này đuôi này khá là hay. Mình có thể là di chuyển di động, mang đi mọi chỗ mọi nơi. Các bác thích dùng ở đâu thì các bác cắm vào đấy. Nó rất là tiện lợi, di động mọi chỗ mọi nơi, và ở đây nó tích hợp cả công tắc bật tắt đi luôn này, nên là rất là tiện nhá. Đó thì nên mã giúp cho em sẽ là cái đuôi lò xo. Đấy, đuôi đèn lò xo nhá, đuôi lò xo. Giá của nó sẽ là đi 30k nhá. 30.000 một cái đuôi lò xo này. Đấy, 30.000 một cái. Đó, rất tiện dụng nhá. Chỉ việc cắm điện vào này. Lắp bóng đèn vào, bật công tắc cái là lên, lúc nào dùng các bác tắt đi. Đấy, còn đây là cái ánh sáng thực tế của con 3W, nó cũng khá là sáng đấy. Đó, rồi. Bóng đèn 3W là đang xả là chỉ còn có 5.000 một quả thôi. Đấy, 5.000 một quả nhá. Các bác không nghe nhầm đâu, 5.000 một quả nha. Còn cái đuôi đèn lò xo này là 30.000. Vâng, chị Điền chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Đấy thì cái dòng mũ và thắt lưng thì hàng mới shop tiếp tục lại vừa về xong cập bến nhá. Đấy, hàng nóng hổi vừa về xong. Quay luôn lên báo giá cho bác luôn. Đấy, thì bác nào có nhu cầu về cái mã hàng này thì vui lòng liên hệ trực tiếp em nhá. Số điện thoại thì em đang để trực tiếp ở trên mình. Các bác gọi điện trực tiếp để em tư vấn và chốt đơn hàng. Đấy, dòng thắt lưng và thắt lưng dù quân đội Mỹ và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. À, cái này em báo giá luôn nhá, báo giá luôn cho bác biết luôn này. Đấy, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn, là mũ và thắt lưng là bán đồng giá luôn, là cứ 60.000 một cái, 60k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá, giá sẽ là 60.000, và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn bác là 60k luôn, 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy, thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này, thì các bác mua trong cái combo này, quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp, USA này. Đó, quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông, có phần vải lưới này. Vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá. Và có cái phần điều chỉnh
đầu cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy nó có thể thu ra thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các bác nhá. Đó là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon lành luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. À, giá là 60.000 nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60.000. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Nay hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên nguyên bịch nguyên túi mới căng luôn. Quá chất lượng gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60.000. Đấy, các bác lấy cái nào được báo nhá. Đây, dòng thắt lưng của quân đội US này. Đấy. 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá. Vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bạn. Nó phải siêu bền luôn. Đây có nhìn này, dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá. Và cái phần khóa lẫy cài khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất dễ mở dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ sập cái này xuống, thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn, giật thoải mái luôn nhá, cực kỳ chắc chắn. Và lúc nào các bác không dùng nữa các bác tháo ra mở em ra, thế là xong. Rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá, mà lại còn chắc chắn đẹp bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ. Hàng của Mỹ thì cũng yên tâm về chất lượng rồi. Đó thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn di của Mỹ nhá, bên em đang gửi bác giá sẽ là 60.000 một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, thì các bác cứ lấy cái nào thì báo cho em, hoặc các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá. Rồi qua nhanh cái mã hàng tiếp theo thì một cái sản phẩm cũng rất nhiều bác mong đợi, đó là cái ổ hẹn giờ nhá. Ổ hẹn giờ đây em báo giá luôn này, bên em đang gửi bác một cái ổ hẹn giờ là 50.000 một ổ nhá. Đấy, 50k một cái ổ điện hẹn giờ này. Đấy, 50k nhá. Đấy, nó gọi là cái ổ nguồn hẹn giờ. Đấy, ổ nguồn và có chức năng là hẹn giờ nhá, và nó khi mà hết cái giờ đấy là tự động sẽ tắt. Thì đây, cái này thì về các bác dùng nó nhiều thiết bị, ví dụ như là các bác sạc những cái bình ắc quy đời cũ ấy thì nó không có chế độ tự ngắt ấy, thì các bác có thể dùng cái ổ này để các bác cắm vào, sau đó là các bác bấm thời gian này. Ở đây nó sẽ có là 12 tiếng này, 8 tiếng này, 4 tiếng này. Đấy, thì rất là ok nhá. Về các bác sử dụng để các bác hẹn giờ, để khi mà nó hết cái giờ đã tự động ngắt nhá. Thứ nhất là nó an toàn, không gây cháy nổ này, không gây chập cháy này. Đấy, ví dụ các bác có sạc bình ắc quy nhiều khi là, hoặc là các thứ giờ các bác để mà chẳng may là các bác để nó quá giờ, nó nóng các thứ giờ là nó rất hay bị chập cháy, bị nổ nhá. Thì con này rất là dễ xài thôi. Một cái đầu nguồn này thì các bác cắm trực tiếp vào trong cái nguồn điện 220 cho em. Đấy đi, và các bác còn cái nguồn còn lại các bác kết nối với lại cái nguồn mà các bác cần xài. Đấy, sau đó là các bác bấm nút cho em. Đấy, bấm nút đầu tiên nó sẽ lên là số 4 này. Bấm nút số 2 nó sẽ lên là số 8, thì nó sẽ hiển thị cái đèn ở số 8 này. Bấm một lần nữa này, nó sẽ hiện lên số 12, thì hiển thị là trên số 12, tức là tương đương với lại 12 tiếng nhá. 4 tiếng, 8 tiếng, 12 tiếng nhá các bác nhá. Và các bác bấm một lần nữa thì nó sẽ ra điện liên tục luôn. Cái này thì nó, nếu mà nó sáng ba cái đèn này thì là điện sẽ vào liên tục nhá, không tự ngắt. Còn nếu mà các bác bấm mà nó chỉ hiện một số này, hiện một cái đèn ở từng số một, thì là hiện tại là đang ở cái số đấy, là trong bằng đấy giờ, là nó sẽ tự động nó tắt đi nhá, tự động nó sẽ ngắt cái nguồn điện nha các bác nhá, tự động ngắt nguồn điện. Đấy, thì về cái này nó xài cho khá là nhiều thiết bị khác nhau luôn. Đấy, đây cái giấy hướng dẫn sử dụng của nó này. Hàng này thì cái công suất tối đa để mà khi mà các bác sử dụng cái sản phẩm này thì từ 500W trở về nhá. Đấy, các thiết bị điện từ 500W trở về là các bác xài ok. Còn nếu mà trên 500W mà xảy ra tình trạng cháy nổ thì bên em chịu nhé, không bảo hành cho bác đâu. Còn ví dụ như các bác cắm các thiết bị là từ 500W là hoạt động thoải mái luôn. Nói chung là nó nếu mà các bác xài gia đình thì cũng không có quá nhiều thiết bị nào mà nó quá 500W đâu mà. Đấy, những cái thiết bị mà gia dụng như là quạt quậy các thứ giờ thì nó thường chỉ tầm vài chục watt cho đến 100W thôi, chứ không có nào lên đến 500W, trừ khi là các bác xài những cái dạng bếp từ hoặc là nồi cơm thì chịu. Đấy, còn ví dụ như các bác xài những cái sạc bình các thứ giờ hoặc quạt quậy thì cũng thoải mái quá nhá. Đấy, từ 500W trở về nhá. Giá của nó thì bên em đang gửi bác là 50.000 một cái ổ nguồn hẹn giờ này. Các bác cứ lên mã em sẽ là ổ nguồn hẹn giờ.
Hẹn được là 4 tiếng này, 8 tiếng và 12 tiếng nhá. Đấy, sau những cái giờ này thì các bác bấm ở giờ nào nó sẽ sáng là giờ đấy và tự động sẽ ngắt đi nhá. Đây là rắc nguồn vào, đây là rắc nguồn ra và đây là cái nút bấm ở trên thân của nó. Rất ok luôn. Cái này thì bên em đợt vừa rồi em bán cực kỳ nhiều và cháy hàng luôn đấy. Và lâu lắm nó hàng có hàng trở lại này. Đây nó có cái đồng hồ hẹn giờ em. Đấy. 50k một cái nhá. Các bác cứ lên mã nhá, sẽ là cái ổ hẹn giờ. Đấy. Đang gửi bác là 50.000 một cái ổ điện hẹn giờ nhá, 50.000 một cái. Đây, kính lúp hàng vừa về để phục vụ các bác này. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là kính lúp có đèn báo nhá, kính lúp có đèn báo em báo giá luôn. 50.000 một cái kính lúp nha. Đấy, chỉ có 50.000 một cái thôi. Đấy, thì con này nó sẽ có tích hợp cả cái đèn báo. Thì về khi mà các bác xài muốn xài cái đèn báo này thì về các bác lắp cho em là 3 viên pin nhá. Nhớ giúp em là 3 viên pin con thỏ, cái pin cái pin 1.5V 3 chữ A, các bác lắp cho em 3 viên pin vào nhá. Đấy, 3 viên pin vào. Đấy là các bác xài thôi. Cái này thì bên em bán chỉ có nguyên kính không nhá, không có kèm pin đâu. Thì về các bác tự mua pin lắp vào. Cái giá này là giá chỉ có nguyên kính không thôi, không kèm pin. Đấy, nhớ cho em là chỉ nguyên kính không, không kèm pin nhá. Đấy, tránh tình trạng là đến nơi các bác bảo là không thấy pin đâu. Thì em báo luôn là bán chỉ có nguyên kính không thôi. Giá của nó sẽ là 50.000. Thì đây nó có đèn báo chợ sáng này. Đó, thấy không? Nó có cả một cái đèn chợ sáng. Đấy, ở đây nó công tắc nhá. Lúc nào mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì các bác tắt đi, rất ok luôn. Đấy, rất tiện dụng là nó có tích hợp cả cái công tắc ở đây. Đấy, con này là nó có cả hai đèn luôn, à hai kính luôn, một kính nhỏ này và một kính to này, và kính này thì nhìn cực kỳ rõ luôn. Đây, để em soi bác coi này. Đấy, kính nhìn rõ lắm. Đây này, đấy, kính nhìn rõ cực kỳ luôn. Đây, để em test cho bác coi nhá. Con này nó phải lấy nét là cái điện thoại cơ. Đấy, lấy nét là cái điện thoại cơ thì nhìn nó mới ok được. Cái này là do cái điện thoại chứ còn bình thường các bác nhìn ở mắt ngoài là rất là rõ luôn đấy. Đấy. Đây em sẽ test cho bác coi này. Đấy, đây. Dí với cái là nét cứng luôn nhá. Đó, đây bỏ ra tái chữ nhỏ tí này. Đó đây không? Nét ok luôn. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng các bác nhá. Đấy, nhìn rất là to rõ ràng. Và con này rất là hay, nó có cái đèn báo này em tắt đi này. À, cái đèn chợ sáng này. Tay cái tối om nhá, bật lên cái này. Đấy, đấy, khi mà ví dụ như là những cái lúc mà trời tối các bác muốn soi chét những cái đồ các thứ của mình, đấy là nó có một thêm những cái đèn chợ sáng này, ba đèn luôn, là nó hỗ trợ các bác soi sáng các thứ giờ để các bác soi cái kính lúp này vào rất ok. Đấy, soi vào những cái đồ vật thiết bị thứ nhà mình là rất ok luôn. Giá thì em báo giá luôn 50k nhá, 50k thì vẫn giá bình ổn bác luôn từ bữa trước đến giờ. Đấy, vẫn là 50.000 nhá. Lên mã em sẽ là kính lúp có đèn chợ sáng nhá, kính lúp có đèn chợ sáng thì giá sẽ là 50k và em báo luôn là kính này là giá này là không có kèm pin nhá. Về là các bác tự mua pin lắp nhá. Còn bên em bán là chỉ nguyên kính không thôi, là 50.000 cho một chiếc kính lúp nhá, có đèn chợ sáng nhá và hai kính này luôn, hai kính, một kính to một kính nhỏ luôn, là 50k một chiếc nhá, kính lúp có đèn báo.